Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 16. Sau khi Trương Trọng Ngu rời đi được một lúc, Trương Khổ Mộc mới kịp phản ứng lại, ông ấy để lộ ra một nụ cười gượng gạo. Ông ấy không ngờ rằng, sự xuất hiện của Tô Thương lại gây ra một chuyện lớn như vậy. Bây giờ Dược Vương Điện đã bị cuốn vào chuyện này rồi, e là về sau khó mà yên ổn được. Nhưng mà, nếu Tổ sư ra mời môn chủ của Thiên Cơ Môn đến bàn luận về thời cơ, thì chắc chắn sẽ có phương hướng phát triển tốt thôi. Nghĩ đến đây, Trương Khổ Mộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, Tô Thương làm điện chủ, cũng không sao, như vậy thì mấy đứa con gái của nhà họ Tôn cũng không cần phải ngụy trang một cách cực khổ như vậy nữa, chúng nó có thể khôi phục thân phận nữ nhi rồi. Đây vẫn luôn là mong muốn của con bé, từ nay về sau, con bé không cần phải gánh vác. Trọng trách lớn như vậy nữa, không cần phải lo nghĩ trèo chống Dược Vương Điện. Nữa rồi. Chấm 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 chấm. Đúng lúc này, Tô Thương và Hứa Sơn Cư đã rời khỏi Sơn Trang Y Vân. Nhưng vừa đi được mấy bước, thì có hai người phía đối diện đi tới. Trong đó có một người, mặc âu phục, khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt khôi ngô tuấn tú, đó chính là Tôn Nhất Hiên, người kế nhiệm của Dược Vương Điện. Còn về người còn lại kia, đó là một cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp, chắc khoảng tầm 20 tuổi. Cô ấy núp phía sau Tôn Nhất Hiên như một con chim non vậy. Tô thiếu gia, không đúng, điện chủ. Tôn Nhất Hiên dừng bước, ánh mắt dừng lại trên người Tô Thương, tươi cười chào hỏi, anh nói chuyện với điện chủ đời trước xong chưa? Ừ. Ấn tượng của Tôn Nhất Hiên với Tô Thương cũng khá tốt, rồi khẽ cười nói, tôi đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi, không còn là Tô Huyền Thiên nữa, làm sao cậu có thể nhận ra tôi vậy? Thưa điện chủ, tướng mạo của anh quả thật đã thay đổi rất lớn, tôi không thể nhận ra anh, nhưng tôi lại nhận ra tên cao thủ hậu kỳ Thiên Tông đi phía sau anh. Tôn Nhất Thiên mỉm cười rồi đáp trả, ánh mắt cậu ta nhìn anh, tràn đầy sự kính nể, lại còn thận trọng đi theo sau anh, nếu như không phải Tô Huyền Thiên, thì còn là ai vào đây được nữa chứ? Hơn nữa, tướng mạo có thể thay đổi, nhưng mùi hương trên người thì không thay đổi, phương thuốc ngàn vàng của nhà họ Tôn chúng tôi. Chú trọng vọng văn vấn thiết, vô cùng nhạy cảm với mùi vị đó. Tôn Nhất Hiên nói một cách chắc chắn. Gọi là tứ trần là bốn phương pháp chữa bệnh đông y, hay còn được gọi như, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Hóa ra là như vậy. Tô Thương bước lên trước, vì đều là những người đứng đầu, cho nên anh ấy cũng không tỏ ra vẻ kiêu ngạo, mà trực tiếp ôm lấy cổ của Tôn Nhất Hiên, vui vẻ nói, người anh em, cậu cũng khá là cẩn thận đó. Mấy thứ này đều bị cậu phát hiện ra hết rồi, được đó, sau này điện chủ tôi đây sẽ bồi dưỡng cậu thật tốt hơn nữa. Anh, Tôn Nhất Hiện bị những hành động của Tô Thương làm cho bối rối, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đỏ ửng lên, vội vàng đẩy Tô Thương ra, khẽ nói chuyện thì cứ nói, anh ôm tôi làm gì? Cái gì? Tô Thương mỉm cười nói, ha ha, kiểu thiếu gia của dòng họ lớn các cậu, đúng là cứ quấn quéo vặn vẹo. Y như mấy đứa con gái ấy, giữa anh em với nhau ôm một chút không phải là rất bình thường sao? Vừa nói, Tô Thương tiến tới, khoác lấy vai Tôn Nhất Hiên một lần nữa. Tôi! Khuôn mặt của Tôn Nhất Hiên, lại càng đỏ hơn, cậu ta không đẩy Tô Thương ra nữa. Gặp được kiểu người không kiêu ngạo như tôi đây, lại còn là một điện chủ chịu xưng hô anh em với cậu, thì cậu cũng nên biết điều chút đi. Tô Thương nhếch miệng. Sau đó nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh Tôn Nhất Hiên, cười cợt nói, người anh em, đây là bạn gái của cậu à, chậc chậc, trông cũng khá dễ thương, và vô cùng nghe lời nhỉ. Cô ấy là Bình Bình, không phải là bạn gái của tôi. Tôn Nhất Hiên bình tĩnh giải thích. Ừ, điện chủ, anh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là người hầu của Tôn thiếu gia thôi. Bình Bình nói tiếp, nhiệm vụ thường ngày của tôi là chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt cho Tôn thiếu gia. Ngủ cùng với Tôn thiếu gia cũng là một kiểu chăm sóc ạ. Ngủ cùng người hầu, mẹ kiếp, người anh em, cậu cũng biết đùa đấy chứ. Miệng Tô Thương kề sát vào tai Tôn Nhất Hiên, nói với giọng bấn cợt, he he, người anh em, thực ra tôi ngưỡng mộ kiểu thiếu gia lắm tiền như cậu nhất đấy. Cô gái cực phẩm như Bình Bình, người bình thường chỉ có thể nhìn ngắm dáng vẻ bề ngoài của cô ấy thôi, còn cậu thì lại được nếm thử sự mặn mà của cô ấy.
ngưỡng mộ thật đó nha. Tô Thương khẽ nói. Điện chủ, anh đừng có dựa vào tôi gần như thế. Tôn Nhất Hiên cảm thấy Tô Thương như đang phả một luồng hơi nóng vào tai của cậu ấy, vành tai hơi đỏ, rồi nghi ngờ hỏi, điện chủ, lời nói lúc nãy của anh là có ý gì vậy? Nhìn dáng người của cô ấy thì tôi có thể hiểu, nhưng nếm thử sự mặn mà của cô ấy là có ý gì, tôi không hiểu. Tôn Nhất Hiên nhíu mày. Chính là... Tô Thương lại ghé sát vào tai Tôn Nhất Hiên, trên mặt nở một nụ cười bấn cợt, nói thầm mấy câu, rồi cười nói, he he, là thế này, người anh em tốt ơi, đã hiểu ra chưa, cô ấy có mặn mà không? Tô Huyền Thiên. Lúc này, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tôn Nhất Hiên, bỗng đỏ rực lên, đến tên của điện chủ cũng không thèm gọi, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ hèn hạ, mấy lời nói dơ bẩn như thế, mà cũng nói ra được. Ô, người anh em tốt, sao cậu lại tức giận thế, chúng ta đều là người lớn cả rồi, cậu cũng vậy, nói chuyện chung một chủ đề, không phải khá hay sao? Khi Tô Thương nói chuyện, lần lượt dùng hai tay vỗ vào vai Tôn Nhất Hiên, nghiêm túc nói, được rồi, người anh em, chẳng qua là cậu chỉ nói mấy lời dơ bẩn thôi mà, tôi bảo đảm sẽ không tức giận. Tôi, không biết xấu hổ, tôi mới là người không nên nói ra những câu đó. Tôn Nhất Hiên tức quá liền đẩy Tô Thương ra. Thôi được rồi, người anh em, tôi còn có việc, đi trước đây, cậu mau đi ngủ với Bình Bình đi, đáng giá ngàn vàng đó. Tô Thương nhìn xung quanh, sơn trang y vân, xây dựa vào núi, xung quanh không có người ở, vô cùng vắng vẻ, thế là Tô Thương cười cợt nói, quả thực không ổn rồi, hai người ở đây. He he, cũng có thể đấy, yên tâm đi, những vị thầy thuốc của Dược Vương Điện kia, còn đang học cửu chuyển hồi xuân châm. Sẽ không có ai làm phiền các hai người đâu, chiến đấu ngoài trời nghĩ thôi đã thấy thích rồi, người anh em tốt, cố lên. Vừa nói xong, Tô Thương liền dẫn theo Hứa Sơn Cư, nhanh chân rời khỏi nơi đó. Ông chủ, sao đột nhiên cậu lại thay đổi thái độ với người kế nhiệm Dược Vương nhanh như vậy ạ? Sau khi hai người rời đi khá xa, Hứa Sơn Cư tò mò hỏi, ngày trước ở Sơn Trang Y Vân, hình tượng của cậu là một thiếu niên trẻ tuổi tài năng xuất chúng. Khí phách người người, bây giờ thì lại giống một tên tiểu nhân vô lại hèn hạ sao? Tô Thương nói tiếp câu nói của Hứa Sơn Cư. Khụ khụ. Hứa Sơn Cư ho khan hai tiếng, không hề phủ nhận, rõ ràng là Tô Thương đã nói ra lời mà anh ta muốn nói rồi. Nhưng Tô Thương là ông chủ, nếu cậu ta không thừa nhận thì thật là vô lễ nha. Tôi làm như thế, đương nhiên là có nguyên nhân đó. Hai người rảo bước không dừng, Tô Thương vừa đi, vừa khẽ nói, tên Tôn Nhất Hiên đó, thực ra là con gái, không phải là thiếu gia như mọi người hay nói đâu, mà chính là Tôn Tiểu Thư đấy, tôi không thích người khác có chuyện mà lại đi giấu giếm không nói với tôi, cho nên tôi chỉ trêu chọc cô ấy chút thôi. Con gái sao? Hứa Sơn Cư nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, nghi ngờ nói, điều này là không thể nào, ông chủ, đừng có nói năng hàm hồ như vậy chứ. Thực lực của tôi còn mạnh hơn cậu, mà tôi còn không nhận ra người kế nhiệm Dược Vương là con gái, vậy thì sao cậu lại nhìn ra được chứ? Ha ha, nếu như tôi đoán không nhầm, trên người Tôn Nhất Hiên, chắc sẽ có một món báu vật, chỉ cần mở ra, là có thể thay đổi đặc điểm hình dáng cơ thể, nó làm biến mất những đặc điểm của nữ giới, đồng thời cũng có thêm yết hầu, và làm thay đổi giọng nói. Tô Thương khẽ cười nói, loại thủ đoạn này, vô cùng hiếm thấy. Cho dù là tôi của ngày trước cũng không thể phát hiện ra, nhưng gần đây mới nhận ra, cậu không cảm nhận được cũng là điều bình thường. Hóa ra là như vậy. Hứa Sơn Cư bỗng tỉnh ngộ, rồi nói với giọng khâm phục, ông chủ thật là có mắt nhìn, thuộc hạ khâm phục. Hứa Sơn Cư, cậu chỉ biết nịnh hót có mỗi một câu này thôi sao, có thời gian tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người, sự nịnh hót của cậu ấy là được tổ tiên truyền lại đấy. Như vậy cậu có thể học hỏi người này nhiều một chút. Tô Thương khẽ cười, sau đó biến mất trong màn đêm cùng Hứa Sơn Cư. Nửa tiếng sau, trong một căn phòng cổ kính nào đó ở Sơn Trang Y Vân, một cô gái trẻ trong bộ đồ ngủ hình hoạt hình, đứng bên cửa sổ, nghiến răng nói. Đáng ghét. Tên Tô Huyền Thiên đáng chết. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Cô gái có sống mũi cao. Đôi mắt to và khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt hơi xám, rất đẹp,
đặc trưng của người dân tộc thiểu số. Xương chân mày cao và hốc mắt hơi sâu càng làm tăng thêm phong thái khác lạ. Vẻ ngoài của cô gái thuộc kiểu Tây Vực, rất giống diễn viên nổi tiếng cổ Lực Na Chát, vô cùng xinh đẹp, nổi bật. Cô ấy chính là truyền nhân của Dược Vương Tôn Nhất Hiên. Kỳ thực, tên thật của Tôn Nhất Hiên là Tôn Nghệ Huyên, hai tên này đồng âm nhưng khác chữ. Lúc này, Tôn Nhất Huyên nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra, hận đến mức nghiến răng, nghiến lợi, thẹn quá quá hận mắng chửi Tô Thương. Tiểu thư, cô nhỏ tiếng một chút, bây giờ Tô Huyền Thiên đã là điện chủ, cô không thể mắng anh ta như vậy. Bình Bình ở bên cạnh vội vàng nói. Tôi biết anh ta là điện chủ, nhưng tôi không nhịn được, tên này quá đáng ghét mà. Tôn Nghệ Huyên tức đến nổi thở hồng hộc nói, anh ta không biết giới tính của tôi, ôm tôi thì cũng thôi đi, tôi cũng không tính toán với anh ta, nhưng anh ta vậy mà lại nói những lời đó bên tai của tôi, đúng là hạ lưu mà. Bình Bình nghe thấy như vậy, hiếu kỳ hỏi, tiểu thư, điện chủ rốt cuộc nói với cô cái gì vậy, thử vị mặn của tôi. Là ý gì, sao tôi nghe không hiểu gì cả vậy? Chính là. Tôn Nghệ Huyên ghé sát tai của Bình Bình rồi nhỏ giọng nói mấy câu, khuôn mặt tuyệt đẹp đỏ ửng lên. À! Khuôn mặt tròn chính của Bình Bình sau khi biết rõ sự việc thì cũng đỏ bừng lên như quả táo, nghiến răng nói, điện chủ, thật vô liêm sỉ mà, vậy mà nói cô sẽ của tôi, à, không biết xấu hổ mà. Ừ hử, đúng là không biết xấu hổ. Tôn Nghệ Huyên lạnh lùng nói, Tô Huyền Thiên, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, món nợ này, sẽ có ngày tôi thanh toán sòng phẳng với anh, cho anh biết sự lợi hại của tôi. Tiểu thư, Bình Bình nghe thấy như vậy liền nhỏ tiếng khuyên bảo, kỳ thực, cũng không thể hoàn toàn trách điện chủ được. Anh ta hoàn toàn không biết giới tính của cô, cho nên mới trò chuyện với cô mấy chuyện bọn con trai thường nói với nhau, anh ta cũng không phải cố ý cợt nhả cô, oan gia nên cởi chứ không nên buộc. Hơn nữa bây giờ anh ta là điện chủ của Dược Vương Điện rồi, vẫn là không nên đắc tội với anh ta thì tốt hơn. Bình Bình an ủi nói. Cái gì mà mấy chuyện tụi con trai hay nói với nhau, đàn ông con trai bây giờ đều bẩn thỉu như vậy sao? Tôn Nghệ Huyên không cho là đúng nói, tôi giả làm con trai lâu như vậy rồi, sao trước giờ cũng chưa trò chuyện qua về mấy chuyện này chứ? Tiểu thư, cô là truyền nhân của Dược Vương. Sau khi cải trang thành con trai thì những người cô tiếp xúc không giàu sang cũng cao quý, bọn họ đều rất tôn kính cô, sao có thể dám cợt nhã trước mặt cô chứ? Bình Bình cười nói. Tôi không quan tâm, tóm lại, mối thù này tôi sẽ nhớ kỹ, có cơ hội nhất định sẽ cho anh ta biết tay. Tôn Nghệ Huyên nghiến răng nghiến lợi như cũ, ngẩng đầu nhìn về ánh trăng sáng trong màn đêm, dừng lại một lúc, thì tâm trạng mới hồi phục lại được, cười lạnh nói, ha ha. Tên Tô Huyền Thiên này, mặc dù người không được tốt lắm nhưng mà anh ta cũng giúp mình được một việc lớn, đối với mình, cũng xem như có chút ân tình. Bình Bình nghi hoặc nói, tiểu thư, lúc nãy cô còn nổi giận đùng đùng, hận không thể ăn tươi nuốt sống điện chủ, sao bây giờ lại nói điện chủ có ơn với cô? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bình Bình, cô có điều không biết. Tôn Nghệ Huyên mỉm cười. Sau đó nghiêm túc nói, phương thức ngàn vàng của nhà họ Tôn, từ xưa đến nay chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái. Vị trí điện chủ của Dược Vương Điện từ trước đến nay cũng giống như vậy, chỉ có con trai mới có tư cách làm điện chủ. Từ xưa đến nay, đã 1000 năm hơn rồi, cái quy định này trước sau vẫn không hề đổi. Tôn Nghệ Huyên nói tiếp, nhà họ Tôn chúng ta, nhân khẩu đang dần cạn kiệt, tôi có 8 người chị, thế hệ của tôi. Không có lấy một người con trai. Cho nên, ngày tôi sinh ra, ông nội nhìn thấy mẹ tôi vẫn sinh ra một đứa con gái thì đã nảy ra ý nghĩ muốn tôi cải trang thành con trai. Bởi vì, truyền thừa của nhà họ Tôn không thể bị đứt đoạn được, phương thuốc ngàn vàng bắt buộc phải có người kế thừa. Tôn Nghệ Huyên chán nản nói tiếp, vì vậy, ông nội đã tặng tôi một sợi dây chuyền, chỉ cần tôi đeo nó, thì tất cả những nét độc đáo của phụ nữ trên người tôi sẽ biến mất. Thay vào đó tôi sẽ có yết hầu như của con trai, và tôi còn có tất cả những gì một người đàn ông có. Vừa nói ánh mắt Tôn Nghệ Huyên nhìn xuống mặt bàn, bên trên có một mặt dây chuyền màu tím, nhỏ bằng ngón tay, toàn thân trong suốt, phủ đầy hoa văn thần bí. Chính là mặt dây chuyền này có thể khiến cho cô ấy biến thành một người đàn ông,
mà không bị bất kỳ người luyện võ nào phát hiện ra. Nếu như không phải Tô Thương có linh hồn của tiên đế, thần thức hơn người thì cũng sẽ không nhìn ra được thân phận con gái của Tôn Nghệ Huyên. Từ khi tôi hiểu chuyện đến nay, chỉ có buổi tối, đêm khuya vắng người, lúc ở một mình, mới có thể tháo mặt dây chuyền xuống, hồi phục lại cơ thể con gái. Tôn Nghệ Huyên nở một nụ cười khổ, nhưng mà đây hoàn toàn không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Tôi cũng muốn giống như những người con gái khác, mặc những chiếc váy xinh đẹp, tôi cũng muốn được như bọn họ, dưới ánh nhìn của mọi người, mặc lên những bộ áo quần đẹp mắt, đáng tiếc, tôi không thể làm được. Tôn Nghệ Huyên nói tiếp, trong thế giới của tôi, chỉ có phương thuốc ngàn vàng, tôi bắt buộc phải nắm chắc phương thuốc ngàn vàng, không thể để nó thất truyền được, bắt buộc phải vì vinh quang của nhà họ Tôn, bảo vệ và giữ vững vinh quang của tổ tiên nhà họ Tôn. Vô cùng may mắn, thiên phú y đạo của tôi cũng kinh người, 25 tuổi đã thông hiểu được đạo lý của phương thuốc ngàn vàng, thậm chí ngay cả Thương Hàn Tạp Bệnh Luận cũng đã nắm vững được gần hết. Ông nội Trương biết được giới tính của tôi, ông ấy cũng căn dặn tôi, kêu tôi đừng để lộ ra thân phận, ông nói trong tương lai tôi sẽ là điện chủ của Dược Vương Điện. Nhưng mà, tôi thật sự không muốn làm điện chủ, thật đó, thật sự tôi không muốn làm chút nào. Nhưng không có cách nào khác, Dược Vương Điện có đông đảo thầy thuốc, nhưng chỉ có tôi mới có tư cách này, vinh quang nhà họ Tôn, cũng cần có tôi kế thừa, tôi bắt buộc phải mượn uy danh của Dược Vương Điện. Nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi rồi. Nhưng mà, cũng may Tô Huyền Thiên xuất hiện rồi. Nói đến đây, Tôn Nghệ Huyên nở một nụ cười, anh ta là y võ song tu, trong người còn có cửu chuyển hồi xuân châm, lại còn có hai cao thủ thiên tông hậu kỳ làm tay sai, có lẽ sau lưng anh ta là một bối cảnh vô cùng lớn, anh ta so với tôi thích hợp làm điện chủ hơn, ông nội Trương cũng công nhận anh ta rồi. Bình bình, cô biết không? Lúc tôi xác định được Tô Huyền Thiên muốn cướp đi ngôi vị điện chủ, một chút ghen ghét nào tôi cũng không có, cũng không hề ngưỡng mộ, thậm chí còn vô cùng vui vẻ, và cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôn Nghệ Huyên xoay người lại, nhìn sang Bình Bình ở bên cạnh, thành thực cười nói, tôi phải cảm ơn anh ta đã giải thoát cho tôi, sau ngày hôm nay, tôi không cần phải sống một cách khổ sở như vậy nữa rồi. Ngày mai tôi sẽ trở về lại Cốc Dược Vương. Thử cầu xin ông nội cho tôi trở lại hình hài con gái. Trong đôi mắt đẹp của Tôn Nghệ Huyên lộ ra một tia hy vọng, lẩm bẩm nói, đến lúc đó, tôi có thể sống như một người con gái bình thường, mặc lên những bộ áo quần xinh đẹp, tìm một người con trai mà mình thích, cùng nhau sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Thôi đi, tiểu thư. Bình Bình nghe thấy lời nói này liền bĩu môi nói, cô đang dậy thì đó hả, cũng khó trách, cô sống lâu như vậy rồi. Cũng chưa từng yêu ai, thậm chí còn chưa được nắm tay con trai bao giờ, dậy thì cũng là chuyện bình thường thôi. Bình Bình. Tôn Nghệ Huyên mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nói, có biết nói chuyện không vậy hả, cô mới dậy thì có, tôi chỉ là mơ mộng bình thường chút thôi. Mơ mộng, đây chính là đang tuổi dậy thì đó tiểu thư ơi, cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu. Bình Bình nghiêm túc nói. Được nha, Bình Bình. Cô dám đùa giỡn tôi sao, ừ hử, tối nay tôi sẽ giống như lời của Tô Huyền Thiên nói, nếm thử vị mặn của cô. À, tiểu thư, cô là đồ lưu manh, mau dừng tay lại nếu không tôi kêu người đến đó. Kêu đi, cô kêu cho bể cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Bẻ cổ họng, bể cổ họng. Phì, cái đồ đáng yêu này. Không lâu sau. Tô Thương cùng Hứa Sơn Cư đi đến biệt thự bờ sông. Sau đó, Tô Thương ngồi vào trạng thái tu luyện, còn Hứa Sơn Cư thì yên lặng ở bên ngoài bảo vệ, không dám sơ suất một chút nào. Vật đổi sao rời, vô tri vô giác, đã là ngày thứ hai rồi. Tô Thương mở mắt ra, kết thúc trạng thái tu luyện. Đêm nay, anh ấy không làm gì khác, toàn bộ tâm trí đều đang suy nghĩ ra một loại quyền pháp cường đại. Bây giờ, trên phương diện thân pháp, Tô Thương có chỉ xích thiên nhai, có thể thuấn di nhiều lần, khiến người khác khó mà phòng bị. Nhưng về phương diện tấn công thì anh ấy vẫn chỉ thành thạo thuật thủy long, nhưng các chiêu thức cận chiến thì cực kỳ thiếu hụt. Thế là, Tô Thương tổng kết lại những ký ức trong tâm trí mình, loại bỏ những cái cặn bã, lấy lại những cái tinh hoa, chế tạo ra một quyền pháp hoàn toàn mới. Quyền pháp này
là nắm đấm được bao phủ bởi linh khí, tiếp xúc đến kẻ thù trong tích tắc, khi đó linh khí sẽ bùng nổ, đồng thời, nắm đấm sẽ tác động đến tâm trí của người bị tấn công, khiến họ nhớ lại tất cả những rắc rối trong quá khứ. Tinh thần, vật lý, hai tầng công kích, hiệu quả không phải tầm thường. Hứa Sơn Cư. Giờ phút này, khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó đi xuống giường, khẽ cười nói, ra ngoài, đánh với tôi vài chiêu. Vâng, cầu chủ. Hứa Sơn Cư dừng một lúc, sau đó cung kính đáp lại. Ngay sau đó, hai người đến trong đình viện, đứng đối diện nhau. Cậu chủ, quyền cước không có mắt, nếu như làm cậu bị thương, chỉ mong cậu không trách tội. Hứa Sơn Cư thận trọng nói ra. Ha ha, được. Tô Thương cười cười, sau đó đưa nắm đấm lên, bắt đầu tấn công trước. Hứa Sơn Cư cũng không phải chủ quan, đồng thời cũng không dám sử dụng toàn lực, cố gắng áp chế sức mạnh của mình. Ông ấy biết rõ, chính mình chỉ là đang nhận chiêu từ cậu chủ mà thôi, khẳng định phải có chừng mực. Rất nhanh, quyền đấu của Tô Thương liền đụng phải bàn tay của Hứa Sơn Cư, linh khí và chân khí tại hiện trường bị tàn phá bừa bãi. Cậu chủ, sức mạnh của cậu, quả thật là đáng sợ, chỉ sợ Thiên Tông sơ kỳ cũng không phải đối thủ của cậu, có điều, thuộc hạ giờ đã đặt chân đến Thiên Tông hậu kỳ, ngược lại có thể. Hứa Sơn Cư đang nói, ánh mắt đột nhiên đông cứng lại, âm thanh cũng im lặng mà dừng theo, đồng thời đã rơi vào trạng thái nhớ lại, trên mặt tỏ ra một vẻ thống khổ, bi thương, khủng hoảng, e ngại. Đủ loại cảm xúc, dần dần đều hiện ra. Khi ông ấy kịp phản ứng, cơ thể đã bị Tô Thương đánh bay. Cùng lúc đó, Hứa Sơn Cư mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng giữ vững cơ thể, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đứng lại chỗ, chịu không được mà hỏi, cậu. Cậu chủ, vừa mới xảy ra chuyện gì, sao thuộc hạ lại nhớ lại tất cả những chuyện không chịu nổi trong quá khứ, chẳng lẽ là vì một quyền này của cậu sao? Đúng vậy. Tô Thương gật đầu, khẽ cười nói, quyền pháp tinh túy này của tôi, không phải là nổ tung năng lượng bên ngoài, mà là tấn công và linh hồn bên trong. Cái gì, lại có loại thủ đoạn quỷ dị thế này sao? Sau khi có được câu trả lời, Hứa Sơ Cư giật nảy mình, sau đó hỏi, cậu chủ, quyền pháp này của cậu, tên gọi là gì? Tên hả? Tô Thương nghĩ một lúc, sau đó cười nói, đây là tôi vừa sáng tạo ra, còn chưa có tên, giờ đặt cho nó một cái tên đi. Một quyền này đánh ra, trước mắt có thể khiến cho người ta nhớ lại đủ thứ chuyện trong quá khứ, nếu là hậu kỳ thì có thể làm một cách trọn vẹn hơn, khiến cho người khác nhớ cả về kiếp trước kiếp này. Gọi là Bách Thế Luân Hồi Quyền đi. Bách Thế Luân Hồi Quyền, tên rất hay. Hứa Sơn Cư được tán thưởng, nhưng lại thấy kính sợ nhiều hơn. Cậu chủ của mình, tiện tay sáng tạo quyền pháp, mà có thể kinh khủng như vậy, thật sự khó lường quá. Thực lực của tôi bây giờ chắc chắn không phải đối thủ của ông, nếu vừa rồi ông có chút đề phòng, chắc chắn sẽ không trúng chiêu, xem ra tôi phải nhanh chóng tăng thực lực lên một chút mới được. Tô Thương cười cười, sau đó hỏi, đúng rồi, ở chỗ Hoa Thời Mạc, có tin tức gì không? Tối hôm qua, Tô Thương vẫn không quên chuyện chính, lấy chuyện đang tìm kiếm Mai Huyền Quy giao cho Hoa Thời Mạc rồi. Thưa cậu chủ, rạng sáng nay Hoa Thời Mạc nhắn tin đến, nói tổng bộ Dược Vương Điện có Mai Huyền Quy ngàn năm. Hứa Sơn Cư nghe nói, có điều là nếu muốn lấy đồ từ tổng bộ ra, cần phải có lệnh bài của trưởng lão. Bây giờ trưởng lão của Dược Vương Điện đều ở Vân Sơn Trang, sợ chậm mấy ngày nữa mới có thể đưa Mai Huyền Quy ngàn năm đến đây được. Đã có Mai Huyền Quy ngàn năm rồi, thì có thể luyện chế sinh cốt đan, nhưng vết thương của cha và ông nội, thì không thể kéo dài quá lâu. Tô Thương nghe vậy, nhíu mày, thoáng có chút không vui. Đúng lúc này, một thân hình gầy nhỏ, khóc sướt mướt chạy vào biệt thự ven sông. Người này chính là Vương Đại Thiếu Gia mấy ngày không gặp, Vương Phú Quý. Ôi, ôi ôi, Tô Đại Thiếu Gia, ông đây mang thai rồi. Không đúng, là ông đây thất tình rồi chứ. Vương Phú Quý chạy tới, trực tiếp ôm lấy Tô Thương, nước mắt nước mũi một hàng dài chảy xuống thút thít, đồng thời lấy nước mũi bôi bôi lên quần áo Tô Thương. Chứ, cách xa tôi một chút. Tô Thương đẩy Vương Phú Quý ra đầy ghét bỏ. Sau đó nhịn không được mà hỏi, Vương Đại Thiếu Gia, khóc cái gì mà khóc,
đang yên ổn sao tự dưng thất tình rồi, không phải là sau khi cậu mạnh lên, đã áp dụng kiểu bạo lực gia đình, đánh Lưu Sở Điềm chạy mất đó chứ? Cái dám! Ông đây là người thế nào, sao lại có thể là loại đó được chứ? Vương Phú Quý vội vàng phủ nhận, sau đó mặt mũi tràn đầy yêu thương nói, Tô đại thiếu gia, anh thật sự là không biết sao, sau khi anh giúp tôi mạnh lên, tôi liền tìm Lưu Sở Điềm, kết quả là biết được cô ấy đã về thành phố mất rồi. Tô Thương nghe vậy, khẽ cười nói cái này không phải vừa vặn hay sao chứ, dù sao thì cậu cũng không thích cô ấy, thậm chí là rất chán ghét cô ấy, bây giờ cô ấy đi rồi, không phải đúng ý cậu hay sao hả? Đúng vậy đó. Vương Phú Quý biểu cảm phức tạp nói, ngay từ đầu tôi cũng nghĩ như vậy, thậm chí vì để ăn mừng cô ấy đi mà tôi còn mở một bình rượu sâm panh, đi đến quán ba tìm 7, 8 em kỹ thuật viên mỹ nữ, định uống sạch hết đây. Nhưng không biết vì cái gì mà trong lòng tôi cứ luôn trống vắng, rượu sâm panh ngon như vậy, nhưng tôi lại thấy khó mà nuốt xuống, mấy cực phẩm kỹ thuật viên thế kia mà cũng không làm tôi mở miệng được, đây chính là cảm giác thiếu một cái gì đó. Giống như tôi đã mất đi một thứ rất quan trọng, trong đầu lại không tự chủ được mà nhớ đến cái cô gái bạo lực Lưu Sở Điềm kia. Nói đến đây, Vương Phú Quý nhìn Tô Thương, nói như chứng thực, Tô đại thiếu gia, anh nói xem đây có phải là bệnh tương tư hay không, tôi không phải yêu cô ấy rồi chứ. Cô ấy cũng có gì tốt đâu chứ, ở Giang Bắc mấy hôm nay, cứ cách 5, 3 bữa lại đánh tôi, còn ép tôi quỳ dưới vỏ sầu riêng, vì cái gì mà tôi lại cứ muốn gặp cô ấy vậy chứ. Vương Phú Quý nghĩ trăm đường vẫn không giải thích được. Ha ha! Tô Thương khẽ cười nói, Vương đại thiếu gia, theo tôi thấy, cậu có khuynh hướng thích bị tra tấn, không ai đánh cậu thì cậu liền bị ngứa ngáy toàn thân rồi. Nói vớ vẩn, cha tôi đánh tôi còn ít nữa sao chứ? Vương Phú Quý tối sầm mặt lại, sau đó nghiêm túc hỏi, Tô đại thiếu gia, đừng đùa nữa, tôi gửi cho cô gái bạo lực đó mấy tin nhắn liền, cũng đã gọi điện thoại. Nhưng cô ấy không trả lời cũng không nghe máy, anh nói xem có phải tôi đánh mất cô ấy rồi không? Nhắc đến Lưu Sở Điềm, Vương Phú Quý lo được lo mất, khác với vẻ sôi nổi, hoạt bát và có chút rẻ tiền trước đây, cậu ấy như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Tô Thương cũng không chọc ghẹo nữa mà nói, nếu cậu đã nghĩ muốn gặp Lưu Sở Điềm như vậy, thì đi đến thành phố mà tìm cô ấy, cậu chạy đến đây tìm tôi làm gì chứ? Tôi... Vương Phú Quý dừng một lúc, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, liền nói, suýt nữa thì quên mất, tôi đến tìm anh là có chuyện quan trọng, cha tôi nói tôi hỏi thăm xem, mấy hôm nay nhà họ Tô có chuyện gì phải không, có phải đã gặp phiền phức gì không, vì sao mà bác Tô và ông tội Tô vẫn luôn không thấy xuất hiện. Chứ, chuyện này cậu không nhắc đến, vừa đến là nhắc ngay đến chuyện Lưu Sở Điềm sao. Ha ha, không phải do tôi quên mất hay sao chứ. Cái đồ thấy sắc là vô ơn, Tô Thương tối sầm mặt lại, xém chút nữa chịu không được mà cho Vương Phú Quý một trận rồi. Có điều, đây rõ ràng cũng là do quan hệ giữa anh ấy và Vương Phú Quý cực kỳ tốt mà ra, dù sao cũng là anh em tốt hoạn nạn có nhau. Cha con nhà họ Tô không muốn nói rõ sự việc cho nhà họ Vương, chắc là không muốn liên lụy đến nhà họ Vương. Thế là Tô Thương nói, nhà họ Tô không có chuyện gì đâu. Cha với ông nội chỉ là có một vết thương nhỏ mà thôi. Tôi đã nói rồi, nhà họ Tô có Tô đại thiếu gia, có thể có phiền phức gì được chứ? Vương Phú Quý nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó nịnh bợ nói, Tô đại thiếu gia, trong mắt tôi, anh chính là ánh sáng, anh chính là điện, anh chính là thần thoại duy nhất trong lòng tôi. Ngậm cái hậu môn cậu lại ngay đi. Đừng nịnh nọt nữa. Tô Thương cắt ngang, sau đó cười nói, Vương đại thiếu gia, cậu trước tiên vẫn nên là nghĩ chuyện, làm thế nào để tìm Lưu Sở Điềm đi nhé, mà đúng rồi, Lưu Sở Điềm sao đột nhiên lại về thành phố vậy? Tôi nghe nói, trong nhà Lưu Sở Điềm đã sắp xếp cho cô ấy một hôn sự rồi. Vương Phú Quý đột nhiên nghiêm túc hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, vốn dĩ cái cô gái bạo lực đó, định không trở về, kết quả là bị người trong nhà cưỡng ép trói về. Tô đại thiếu gia, tôi quyết định rồi. Đợi khi tôi đến thành phố rồi, tôi sẽ đưa cô gái bạo lực kia về Giang Bắc, anh muốn đi với tôi không? Vương Phú Quý không giấu giếm, nói ra những tính toán trong lòng mình, cầu xin, Tô đại thiếu gia, tôi sợ đánh không được những người kia, anh đi với tôi nhé,
anh lợi hại như thế, chắc chắn có thể giúp tôi đưa cô gái bạo lực kia về. Đối mặt với thỉnh cầu của Vương Phú Quý, Tô Thương nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cảm thấy trước mắt mình vẫn chưa thích hợp để rời khỏi Giang Bắc. Đầu tiên, cha và ông nội không tiện đi lại, cơ thể còn đang bị thương nặng, nhà họ Tô không thể không có anh. Tiếp theo, sự phương diện đi thương lượng với bên vùng đất tế trời cũng cần phải có thời gian, trong khoảng thời gian này, không biết còn có cao thủ nào đến Giang Bắc hay không. Càng nghĩ, Tô Thương càng cảm thấy mình bắt buộc phải ở lại Giang Bắc. Nhưng chuyện của Vương Phú Quý, anh nhất định sẽ ra tay giúp. Cái tên ngốc Vương đại thiếu gia này, khó khăn lắm mới có thể có cảm tình với một cô gái, còn là thanh mai trúc mã Lưu Sở Điềm nữa chứ, làm gì thì làm cũng phải tác hợp thành công cặp đôi này mới được. Đúng lúc Mai Huyền Vũ ngàn năm cũng đang ở tổng bộ của Dược Vương Điện trên thành phố, cho nên Tô Thương định kêu Hứa Sơn Cư đi một chuyến, đem Mai Huyền Vũ ngàn năm về, đồng thời giúp Vương đại thiếu gia giải quyết xong chuyện với Lưu Sở Điềm. Dựa vào thực lực Thiên Tông hậu kỳ của Hứa Sơn Cư thì có thể so sánh được với trụ cột của một tông phái hạng nhất, chắc chắn có thể đè bẹp được nhà họ Lưu ở thành phố. Vương đại thiếu gia, tôi ở Giang Bắc còn có chút chuyện phải giải quyết, không thể cùng cậu lên thành phố được. Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, khẽ cười nói, nhưng mà, tôi có thể sai một cao thủ đi theo bảo vệ cậu. Hứa Sơn Cư, mấy ngày kế tiếp, ông đi theo Vương đại thiếu gia đi. Cậu ta là bạn thân nhất của tôi, nhất định phải bảo vệ cậu ta cho thật tốt, tôi không cho phép cậu ta bị bất kỳ tổn hại nào, nếu không tôi sẽ hỏi tội ông. Tô Thương căn dặn nói. Tuân lệnh. Hứa Sơn Cư cung kính nói, cậu chủ yên tâm đi, tôi sẽ đối xử với Vương đại thiếu gia như đối với cậu vậy. Tô Thương gật gật đầu, sau đó cười nói, Vương đại thiếu gia, khi nào thì cậu xuất phát, tôi kêu người đặt vé máy bay cho cậu. Đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi, muộn chút nữa thì cô nàng bạo lực kia sẽ bị gả cho người khác mất. Vương Phú Quý trông vô cùng lo lắng, nhìn sang Hứa Sơn Cư, nhỏ giọng nói, Tô đại thiếu gia, lão già này cũng 70-80 tuổi rồi, giống như chỉ một cơn gió thôi cũng có thể thổi ngã ông ta vậy, ông ta được không đó, đừng để đến khi đến nhà họ Lưu ở thành phố rồi thì tôi còn chưa bắt đầu giả vờ bá đạo thì đã bị người ta đánh cho tơi bời rồi. Ha ha. Cậu cứ yên tâm đi, ông ta tên là Hứa Sơn Cư, thực lực của ông ta còn mạnh hơn cả tôi nữa đó. Tô Thương cười nói. Thật hay giả vậy, Vương Phú Quý không nhịn được liền hỏi, vậy có so được với ông nội Tô, ông nội Lý không? Ông nội tôi, ông nội Lý sao? Tô Thương không chút lưu tình nói, cho dù là hai người bọn họ hợp lực lại với nhau rồi nhân lên 100 lần thực lực nữa, thì ở trước mặt Hứa Sơn Cư cũng chẳng đáng để nhắc tới. Ôi mẹ nó chứ, lợi hại quá. Dương Phú Quý bĩu môi nói, Tô đại thiếu gia, sao tôi càng nghe càng cảm thấy cậu đang nổ quá vậy, nhìn bộ dạng của ông ta, tôi cảm thấy còn không phải là đối thủ của tôi nữa là. Nhắc đến thực lực của mình, Dương Phú Quý có chút tự hào. Từ lúc Tô Thương giúp cậu ấy tấn cấp lên luyện khí tầng 1 xong, thì cậu ấy trở về nhà xém chút đánh ngã cha mình là Vương Bảo Toàn. Phải biết là cha của cậu ấy là một cao thủ hóa kình. Nhưng trước mặt cậu ấy thì lại trở nên yếu đến nỗi không chịu được một chiêu của cậu ấy nữa. Nếu như không phải vì thể diện của mình mà phải hạ thủ lưu tình, thì ông cha mình có tính là cái gì đâu chứ? Có thể nói, Vương Phú Quý bây giờ có chút phách lối rồi. Ha ha, Hứa Sơn Cư, xem ra Vương đại thiếu gia không tin tưởng ông rồi, ông dọa cậu ta một chút đi. Lúc này, Tô Thương cười nói. Vâng. Hứa Sơn Cư thấy vậy liền lập tức phóng ra một làn sóng chân khí mỏng manh bao trùm lấy Vương Phú Quý. Đương nhiên, làn sóng chân khí mỏng manh này đối với cao thủ Thiên Tông mà nói thì có thể khiến cho Vương Phú Quý dưới luồng khí tức này hoảng sợ đến biến sắc, toàn thân đều run lên. Chấm than. Vương Phú Quý trực tiếp quỳ xuống, ôm chặt lấy chân của Hứa Sơn Cư, kích động nói, Hứa Sơn Cư. Không đúng, ông nội Hứa. Ông chính là ông nội ruột của tôi, đợi sau khi đến thành phố rồi, ông nhất định phải bảo vệ đứa em này nhé. Tô Thương nghe thấy lời này thì lập tức vui vẻ nói, Vương đại thiếu gia, cậu kêu ông ta là ông nội, vậy sao lại xưng mình là em, vai vế của cậu lộn xộn quá. Tô đại thiếu gia, anh thì hiểu cái gì chứ, gọi là ông nội Hứa là vì tôi tôn kính ông ta,
còn tự mình gọi là em trai thì muốn kéo gần quan hệ với ông nội Hứa. Vương Phú Quý có chút xấu hổ, miễn cưỡng giải thích, sau đó lại nịnh nọt nói, ông nội Hứa, tôi mới phát hiện ra, ông đẹp trai vãi trưởng luôn. Với điều kiện của ông, nếu đến quảng trường nhân dân vào buổi tối và gặp những lão bà đang nhảy múa ở quảng trường, chắc chắn sẽ sát gái lắm luôn đúng không? Vương Phú Quý liếm mặt cười nói. Những lời này làm cho Hứa Sơn Cư cảm thấy vô cùng dễ chịu, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười, tựa hồ như đang nghĩ đến hình ảnh vang dội của mình trước mặt các lão phu nhân ở quảng trường. Ông nội Hứa, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi dám nói là, mười mấy năm trước, con gái theo đuổi ông vô số kể luôn đúng không? Vương Phú Quý tiếp tục nịnh nọt. Làm gì khoa trương như vậy chứ? Hứa Sơn Cư khẽ cười, vuốt vuốt râu nói, thời đại của chúng tôi lúc đó, không được thoáng như bây giờ đâu, nam nữ đều khá là rụt rè. Nhưng mà, cậu nói không hề sai, thật sự có không ít tiểu thư khuê các, viết thư tình cho tôi, còn tỏ tình với tôi nữa. Hứa Sơn Cư tự hào cười nói với Vương Phú Quý, dường như đang nói đến điều trong sâu thẳm đáy lòng của ông ta vậy. Ông nội Hứa, lợi hại, quả thực không dám giấu. Ông chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi đã từng gặp, cho dù là có hơi lớn tuổi nhưng sức quyến rũ vẫn không hề suy giảm. Vương Phú Quý thở dài một tiếng nói, nếu như tôi đến cái tuổi này của ông mà được một nửa phong thái của ông thôi thì tốt biết mấy rồi. Hứa Sơn Cư tán thưởng nhìn Vương Phú Quý như thể ông ta đang tán dương tầm nhìn của Vương Phú Quý, sau đó an ủi cậu ta nói, Vương đại thiếu gia, đừng coi thường mình, kỳ thực cậu cũng khá đẹp trai mà. Không đẹp trai bằng ông quý phái, thanh cao, phong lưu, phóng khoáng, là một cành hoa lê đẻ hoa hải đường, còn tôi thì không được như vậy, tôi vừa lùn vừa gầy. Không không không, Vương đại thiếu gia, chỉ là vẻ đẹp trai của cậu đang tiềm ẩn mà thôi. Hai người cứ người đẩy người đưa, nói chuyện khí thế ngất trời. Bên cạnh, Tô Thương đen sầm mặt lại, nghiến răng nói, câm miệng lại hết cho ông chưa, nói xong chưa hả? Hứa Sơn Cư lập tức phản ứng lại, thoáng chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng rồi đứng qua một bên. Tô đại thiếu gia, anh làm gì vậy, tôi chỉ nói thật thôi mà, ông nội Hứa của tôi là đẹp trai nhất. Vương Phú Quý nghiêm túc nói. Tô Thương không thèm để ý đến cậu ấy, sau đó dặn dò nói, Hứa Sơn Cư, hai người xuất phát đi. Đúng rồi, ông đi một chuyến đến Sơn Trang Y Vân trước, tìm Trương Khổ Mộc lấy một cái lệnh bài. Sau đó hãy đi thẳng đến thành phố. Tô Thương sắp xếp nói, nhớ kỹ, phải lấy Mai Huyền Vũ ngàn năm trước, cái đồ này vô cùng quan trọng đó. Đã rõ, Hứa Sơn Cư cung kính trả lời. Tô Thương cười nói, cái tên Vương đại thiếu gia này, chính là cái tên tôi đã từng nhắc tới với ông. Ông tổ nghề nịnh nọt, trên đường đi ông học hỏi cậu ta nhiều một chút, lần sau nịnh nọt đừng dùng đến mấy từ uy võ, lợi hại gì nữa. Vâng, Hứa Sơn Cư nghiêm túc nhận lời. Đi đi. Tô Thương thúc giục nói, sớm đi sớm về, cha tôi và ông nội còn đang đợi Mai Huyền Vũ ngàn năm để chữa thương nữa. Tuân lệnh. Hứa Sơn Cư cung kính gật đầu, rồi sau đó cùng với Vương Phú Quý rời khỏi biệt thự ven sông. Vốn dĩ với tính cách của Vương Phú Quý, chắc hẳn cậu ấy sẽ muốn nói thêm vài câu trước khi chia tay. Nhưng mà bây giờ... Trong lòng của cậu ấy chỉ thương nhớ về Lưu Sở Điểm, không còn tâm trạng nào mà để ý đến chuyện khác nữa. Sau khi tiễn hai người bọn họ đi, Tô Thương trở về phòng, gọi điện cho Quách Hí, anh bảo Quách Hí nếu như nhà họ Tô có xảy ra chuyện gì thì phải nhanh chóng liên hệ với anh. Tiếp theo đó, Tô Thương liền chuẩn bị yên tĩnh tu luyện, đợi Hứa Sơn Cư mang Mai Huyền Vũ ngàn năm trở về. Nhưng mà ngay lúc này, Lý Nguyệt đột nhiên lại gọi điện tới. Tô Thương, bây giờ anh có rảnh không? Em gặp chút chuyện ở bên này, anh có thể tới giúp em không? Chuyện gì vậy? Tô Thương bỗng khựng người lại, rồi vội nói, vợ à, em sao vậy? Đừng vội, từ từ nói, có chuyện gì vậy? Đây là... Ở đầu dây bên kia điện thoại, thì Lý Nguyệt có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, gượng cười nói, đợi anh qua đây rồi nói vậy. Em và Kỳ Kỳ đang ở bên cạnh Chu Vũ Đồng, có thể anh không quen Chu Vũ Đồng, nhưng cô ấy là bạn thân của Kỳ Kỳ, anh mau qua đây đi, chỗ này có một tên nhóc, cứ quấy rầy Đồng Đồng suốt ấy,
rồi lại cứ muốn Đồng Đồng làm vợ của cậu ta nữa. Đồng Đồng, Tô Thương hơi nhíu mày, trong đầu có một chút ấn tượng, đó không phải là cô gái có lỗ trống thì gió mới lọt vào sao? Mẹ kiếp! Tuy quan hệ của mình và Lý Kỳ Kỳ không được tốt lắm, nhưng tốt xấu gì thì Lý Kỳ Kỳ cũng là em vợ mà. Bây giờ bản thân của em vợ gặp rắc rối, chắc chắn Tô Thương sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thế là anh ấy nghiến răng nói, vợ ơi, gửi cho anh vị trí của em qua WeChat, để anh qua đó dạy dỗ thằng đó. Dạy dỗ? Lý Nguyệt cười gượng, thôi thúc nói, ừ, vậy được, anh mau qua đây nhé. Nói xong, Lý Nguyệt liền cúp điện thoại, rồi gửi định vị cho Tô Thương. Dù sao đi nữa, thì mình và Đồng Đồng kia cũng có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa, vợ đã nhờ vả rồi, nếu có thể giúp thì cứ giúp thôi. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền mở Google Maps ra, nhún người hướng về mục tiêu. Dựa vào cảnh giới hiện giờ của anh ấy, nếu thi triển chỉ xích thiên nhai thì không hề tiêu tốn một chút sức lực nào, dù có thi triển liên tiếp hàng trăm ngàn lần, thì cơ thể vẫn có thể chống đỡ được. Rất nhanh. Tô Thương đã đến địa điểm được định vị rồi, từ phía xa anh ấy đã nhìn thấy Lý Nguyệt. Lý Kỳ Kỳ và Chu Vũ Đồng đều đứng bên cạnh Lý Nguyệt. Điều đáng nhắc đến chính là, lúc này, có một đứa trẻ con khoảng 4 tuổi, kéo chặt lấy váy của Chu Vũ Đồng. Cậu bé đó mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, gương mặt rất đẹp trai, bím tóc thắt dài, trên đầu có đeo một cái băng quấn, ăn mặc kiểu cổ trang. Khuôn mặt nhỏ bé ấy để lộ ra một nụ cười, tay thì nắm chặt lấy váy của Chu Vũ Đồng, giống như đang quan sát một đồ vật đẹp nào đó vậy, nó cứ nhìn chằm chằm lấy Chu Vũ Đồng, đến nỗi chảy hết nước miếng ra. Tô Thương, anh đến đây. Thấy Tô Thương xuất hiện, Lý Nguyệt liền đi đến chào hỏi. Ừ. Tô Thương gật đầu, sau đó tò mò hỏi, vợ à, tên đó đâu, cái tên ức hiếp bản thân của Kỳ Kỳ đâu, hôm nay nhất định anh phải đánh nó chảy ra chóc thịt mới được. Không đánh được đâu, Lý Nguyệt lắc đầu. Vợ à, em nghi ngờ thực lực của anh phải không? Tô Thương khẽ cười nói, yên tâm đi, chồng em là anh đây. Lợi hại lắm đó. Không phải, em nói không đánh được, tức là không ra tay được ấy. Lý Nguyệt vuốt lấy mấy sợi tóc trên trán, ánh mắt dừng lại trên người cậu bé ăn mặc trang phục cổ trang kia, gượng cười nói kìa, chính là đứa bé kia kia, cứ nhất nhất bám lấy váy của Đồng Đồng mãi không buông, nói thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng. Hả? Tô Thương khựng lại, ngạc nhiên nói, vợ à, người muốn Đồng Đồng làm vợ mà em nói đến, chính là đứa trẻ này sao? Ừ. Lý Nguyệt khẽ gật đầu, nói một cách bất đắc dĩ, hôm nay em đi dạo phố cùng với bọn Kỳ Kỳ, Đồng Đồng, đang định mua quần áo, ai ngờ lại đụng phải đứa bé kia. Đứa nhãi danh này, đuổi cũng không đi, hù dọa nó cũng không có tác dụng, mềm mỏng cũng không được mà cứng rắn cũng không xong, nó cứ quấn lấy Đồng Đồng, còn muốn Đồng Đồng làm vợ của nó nữa cơ. Lý Nguyệt khoanh tay nói, thế là, em đành phải gọi điện thoại, cầu cứu sự trợ giúp của anh thôi. Ha ha, nếu đã như vậy, thì đứa trẻ này cũng thú vị đó nha. Tô Thương mỉm cười, rồi nói, nhưng, vợ à, nhưng thằng bé đó nhỏ như vậy, các em cứ bỏ mặc nó không phải là được rồi à, sao lại phải gọi điện thoại cho anh nữa? Không được đâu, có quỷ mới biết sức lực của nó khỏe như vậy chứ. Váy của Đồng Đồng sắp bị nó kéo rách rồi kìa, mà nó không hề buông tay ra luôn đó. Lý Nguyệt nhìn về phía Tô Thương, nở một nụ cười dịu dàng nói, hơn nữa, không phải là em đã hẹn anh ra đây rồi sao, đi dạo phố cùng nhau nhé, mấy hôm nay nhà họ Tô xảy ra nhiều chuyện như vậy, bác Tô và ông nội lại. Em muốn để anh giải sầu chút, thay đổi tâm trạng, đừng buồn bã như thế nữa. Lý Nguyệt đã nói ra hết những lời thật lòng của mình. Vợ à! Tô Thương vô cùng cảm động, ôm lấy eo của Lý Nguyệt, khẽ cười nói, em tốt thật đó, cảm ơn vì sự suy nghĩ chu đáo của em, nhưng, đây chỉ là vấn đề còn con thôi, không đủ để làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh đâu. Còn về vết thương của cha và ông nội anh, thì anh cũng không để bụng lắm, vì anh tin rằng, rất nhanh họ sẽ được chữa khỏi thôi, vợ à, em đừng lo lắng nữa. Ừ! Lý Nguyệt cười một cái. Nhìn thấy tâm trạng của Tô Thương cũng tạm ổn, cô ấy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, rồi nép vào bên cạnh Tô Thương như một chú chim con.
Tô Thương cũng ôm chặt lấy Lý Nguyệt, hai người dính lấy nhau như keo, vô cùng tình cảm. Anh rể. Lúc này, Lý Kỳ Kỳ nhìn về phía Tô Thương và Lý Nguyệt, sầm mặt lại nói, hai người có thể đừng tình cảm như thế được không, giải quyết xong rắc rối của đồng đồng rồi lại tiếp tục không được à? Hả? Tô Thương bỗng khựng lại, ánh mắt dừng lại trên người Lý Kỳ Kỳ, không kìm chế được liền hỏi, Lý Kỳ Kỳ, lúc nãy cô gọi tôi là gì? Anh rể, Lý Kỳ Kỳ có chút xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó nói. Dù sao lúc trước cô ta cũng chỉ gọi tên của Tô Thương, hơn nữa thái độ cũng không tốt lắm, thậm chí còn không ít lần ra tay hành hạ Tô Thương, mà bây giờ lại đột nhiên đổi thành gọi anh rể, thật là không được tự nhiên cho lắm. Mẹ kiếp, mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao vậy? Tô Thương có chút ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, Lý Kỳ Kỳ, cô bị điên à, sao đột nhiên lại khách sáo với tôi vậy? Lẽ nào cô đã quên chuyện Ngưu Lang, quên chuyện Bách Hợp rồi sao? Rồi những chuyện mà tôi trêu chọc cô cũng quên hết rồi à? Tô Thương. Lý Kỳ Kỳ bỗng nghiến răng nghiến lợi nói, anh im mồm cho tôi, anh mà còn dám nói những chuyện lúc trước nữa, thì tôi đánh vỡ đầu anh luôn đấy. Ô, đây mới đúng này, đây mới đúng là cô đấy. Tô Thương để lộ ra một nụ cười giễu cợt, nghe thấy cô quát Tô Thương tôi đây, tôi lại cảm thấy rất dễ nghe đấy. Anh! Lý Kỳ Kỳ bĩu môi một cái, rồi nghiến răng nói, đúng là đồ tồi, anh cứ phải muốn bị người khác chửi thì mới hài lòng à. Kỳ Kỳ, sao lại nói chuyện như vậy với anh rể chứ, lẽ nào em quên mất chuyện chị nói với em rồi sao? Lúc này, Lý Nguyệt nghiêm túc nói. Em! Lúc đó Lý Kỳ Kỳ mới nhớ ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, toát lên một sự kính trọng hiếm thấy, liền khẽ nói, anh rể, em sai rồi. Lúc trước là do em không hiểu chuyện, cảm ơn anh đã rộng lượng, không hề tính toán với em. Cả khuôn mặt Tô Thương lộ ra vẻ khó hiểu, nghi ngờ nói, vợ à, em đã nói gì với Kỳ Kỳ vậy, sao nó như biến thành một người khác thế? Không có gì, em chỉ nói với con bé thân phận khác của anh thôi mà. Lý Nguyệt vuốt mấy sợi tóc trên trán và nói, bây giờ Kỳ Kỳ đã biết anh là một cao thủ võ công rất lợi hại. Và còn mạnh hơn nó vô số lần rồi đấy. Sau đó, trong đầu con bé hiện ra rất nhiều chuyện, ví dụ như anh nhẫn nhục chịu khổ, bấm bụng chịu đựng, bây giờ trong tâm trí con bé hình tượng của anh hết sức to lớn đó nha. Lý Nguyệt nói tiếp, còn nữa, Kỳ Kỳ còn nhận ra lúc trước không phải là anh không đánh lại được con bé, mà là cố ý không được làm lộ thực lực, cố ý nhường nó, nhưng lúc trước nó lại không biết, mà thường xuyên đánh đập anh, bây giờ nghĩ lại. Nó cảm thấy bản thân rất nực cười, hơn nữa còn cảm thấy hổ thẹn với anh. Tóm lại, Tô Thương, bây giờ địa vị của anh trong cảm nhận của Kỳ Kỳ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Lý Nguyệt cười nói. Hóa ra là như vậy. Tô Thương cười cười, sau đó nhìn về phía Lý Kỳ Kỳ, tỏ vẻ xin lỗi, Kỳ Kỳ, trước kia tôi cũng có chỗ không đúng, tôi không nên trêu chọc cô, như vậy đi, từ giờ trở đi, chúng ta làm hòa nhé. Vâng, anh rể, Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc gật gật đầu, hai bím tóc đuôi ngựa hất qua hất lại, vô cùng đáng yêu. Tôi nói này, Tô Thương, anh đã quên mình tới đây làm gì rồi sao? Lúc này, chủ Vũ đồng oán trách nói, đầu tiên là nói chuyện yêu đương, sau đó là cùng cô em vợ tiêu tan hiềm khích lúc trước, ồn ào gì vậy? Anh đang ồn ào cái gì vậy? Còn hai người, Kỳ Kỳ, chị Lý Nguyệt, hai người làm em vô cùng thất vọng. Đã quên tình cảnh bây giờ của em là gì rồi sao? Hu hu hu, còn không mau đến cứu em. Chu Vũ Đồng sắp khóc, vừa oán giận vừa giãy giụa suy nghĩ muốn ném đứa trẻ bên cạnh ra. Đáng tiếc, tay cậu bé nắm rất chặt, cô ấy giãy giụa rõ ràng là vô ích. Đồng đồng, cậu đừng gấp, anh rể tớ nhất định có thể xử lý được tên nhóc này. Lý Kỳ Kỳ vội vàng nói, anh rể, anh xem, cố lên. Tô Thương gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh cậu bé, cố ý hung dữ nói, này, nhóc con, em là con nhà ai? Ai ngờ, cậu bé mặc cổ trang căn bản không bị dọa chút nào, ngước mắt nhìn Tô Thương một cái nói, em không phải là nhóc con, em có tên. Ồ, vậy em tên là gì? Tô Tinh Hà, cậu bé trong trang phục cổ trang nghiêm túc nói. Không tồi, thằng nhóc này đúng là Tô Tinh Hà đã bỏ nhà ra đi.
buổi sáng hôm nay nó đi đến Giang Bắc, kết quả đụng phải ba người Lý Nguyệt, Lý Kỳ Kỳ, Chu Vũ Đồng. Tô Tinh Hà liếc mắt một cái đã nhìn chúng Chu Vũ Đồng, vội vàng đi gần lại, muốn Chu Vũ Đồng làm vợ cậu bé. Tô Tinh Hà. Tô Thương đọc lại tên này một lần, sau đó khẽ cười nói, thật trùng hợp, em cũng họ Tô à, em là con nhà ai? Hừ. Tô Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, bắt gặp ánh mắt của Tô Thương, nhướng mày nói, còn anh là người lớn nhà ai? Anh, Tô Thương ăn mệt, bỗng nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Phụt. Lý Nguyệt và Lý Kỳ Kỳ thấy vậy bèn cười thành tiếng, ngay cả Chu Vũ Đồng cũng không nhịn được cười. Thằng nhóc này thật không lễ phép. Tô Thương không nhịn được vung nắm tay, hung thần ác sát nói, anh đếm đến ba lập tức buông tay ra cho anh không đánh trẻ con, em đừng có ép anh. Người lớn như anh mới không lễ phép. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói, không thấy tiểu gia em đang xin vợ sao, cần anh nhúng tay vào sao, cút cút cút, nhanh chóng cút ngay cho tiểu gia em cũng không muốn đánh người, đừng ép tiểu gia. Chết tiệt. Tô Thương dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một đứa trẻ kiêu ngạo như vậy, nhà em ở đâu, bình thường em kiêu ngạo như vậy cha em không quản sao. Em không có cha, Tô Tinh Hà cắn răng nói. Ha ha. Tô Thương không nhịn được cười nói, không có cha chẳng lẽ em nứt ra từ cục đá. Không cần anh quản. Anh cũng lười quản em. Tô Thương nói, còn nhỏ tuổi đã muốn có vợ, muốn thì muốn thôi. Em còn phải trả giá cho hành động của mình, tùy tiện tìm một người trên đường cái bảo người ta làm vợ em có thể thấy em không có gia giáo, cha của em cũng không phải người tốt chứ. Em nói, em không có cha. Được được được, em nói để cô ấy làm vợ em, có nghĩa là, em có vài cô vợ rồi. Bọn họ đi nhà trẻ ở đâu? Tô Thương không nhịn được trêu ghẹo nói. Liên quan gì đến anh? Tô Tinh Hà bỗng nhiên buông lỏng váy của Chu Vũ Đồng. Ánh mắt dừng ở trên người Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói, em phát hiện anh thực sự rất phiền phức, không biết tại sao nhưng nhìn thấy anh em lại thấy rất phiền. Hôm nay anh không may mắn, tiểu gia quyết định đánh anh một trận, đại gia hỏa, anh run rẩy đi. Nghe vậy, Tô Thương lập tức sờ sờ sống mũi, nhìn về phía Lý Nguyệt, Lý Kỳ Kỳ và Chu Vũ Đồng vừa được cứu ra, bất đắc dĩ dò hỏi, anh đang bị một đứa trẻ 4 tuổi hù dọa sao? Ba người đồng thời gật đầu. Sau đó lần lượt lùi về phía sau, nhìn qua với tâm lý xem náo nhiệt. Hừ, ai hù dọa anh? Tiểu gia em rất nghiêm túc, 100 đại gia hỏa giống như anh cũng không phải là đối thủ của tiểu gia em. Tô Tinh Hà kiêu căng bĩu môi, nói ra thì mọi người không tin, dùng hành động chứng minh đi. Vừa dứt lời, thân thể nhỏ bé của Tô Tinh Hà đột nhiên di chuyển, nhanh chóng nhảy về phía Tô Thương, động tác vô cùng nhanh. Võ đạo tông sư. Thấy vậy, trong lòng Tô Thương vô cùng kinh ngạc, không ngờ một đứa trẻ mới 4 tuổi đã sở hữu sức mạnh của võ đạo tông sư. Hơn nữa, thằng nhóc này không giống bình thường, chắc chắn trên người có đồ vật khó lường. Bởi vì khi cậu bé không ra tay, Tô Thương không nhận thấy sự dao động của chân khí trên người cậu bé. Vì vậy có thể thấy được trên người thằng nhóc này có bảo bối che khuất chân khí dao động khắp người. Tô Tinh Hà. Lai lịch của thằng nhóc này chắc chắn không bình thường, tông sư 4 tuổi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đến từ giới luyện võ, nhận được công lực của một vị cường giả nào đó. Nếu chỉ bằng một mình tu luyện, cho dù thiên kiêu khủng bố cỡ nào cũng sẽ không đặt chân tới tông sư ở tuổi này. He he, bị tiểu gia dọa cho ngu người rồi chứ gì. Tô Tinh Hà thấy Tô Thương không có phản ứng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, động tác trong tay không ngừng. Bùm, nhưng ngay sau đó, Tô Tinh Hà liền trợn tròn mắt. Bởi vì không biết từ lúc nào, Tô Thương đã xuất hiện ở phía sau cậu bé, hơn nữa cong ngón tay, giơ tay đập mạnh vào đầu cậu bé, cho cậu bé một cái đầu băng. Ai ui! Tô Tinh Hà lập tức dừng động tác trong tay, đặt mông ngồi xuống dưới đất, ôm đầu đau đến mức nhe răng trợn mắt, đau, đau chết mất. Lúc này, Tô Thương đứng ở một bên. Ôm tay cười nghiền ngẫm, nhóc con, em còn dám kiêu ngạo với ông đây sao? Vừa rồi không tính, trùng hợp mà thôi. Tô Tinh Hà không phục, khẽ cắn môi, sau đó lại ra tay một lần nữa, định nhân lúc không chuẩn bị đánh lén đối thủ.
chẳng qua chỉ là một cậu bé ở cảnh giới tông sư mà thôi, không thể làm ra bất kỳ bọt sóng nào trước mặt Tô Thương. Tô Thương thi triển chỉ xích thiên nhai, bóng dáng lóe lên, lại lần nữa cho Tô Tinh Hà một cái đầu băng. Em không phục, lại tới. Tô Tinh Hà bực bội, dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình nổi giận đùng đùng giết về phía Tô Thương. Đến cái này, Tô Thương giơ tay lại là một cái đầu băng. A, tức chết. Tô Tinh Hà không thể kiềm chế được cơn giận, tiếp theo, không ngừng lao về phía Tô Thương, đáng tiếc lần nào cũng bị đánh cho một cái đầu băng. Thằng nhóc này cũng bướng bỉnh lắm, bị đánh liên tiếp cả chục phát, thế cho nên trên đầu đã thêm nhiều cục u to tướng. Cuối cùng, Tô Tinh Hà chịu thua, trực tiếp ôm lấy đùi Tô Thương, khóc lóc xin tha. Hu hu hu, anh trai, đừng đánh nữa, em sai rồi, người vợ này em từ bỏ, em nhường cho anh là được chứ gì, xin anh đừng đánh em nữa. Nhìn thấy nhóc con xin tha, lúc này Tô Thương mới dừng tay lại, khóe miệng nở một nụ cười nghiền ngẫm, sớm như vậy không phải được rồi sao, tại sao không nghe khuyên bảo, nhất định phải bị đánh một trận mới bằng lòng chịu thua. Anh trai, em cũng không biết hóa ra anh lại mạnh như vậy. Vẻ mặt Tô Tinh Hà như đưa đám, vẻ mặt vô cùng khó coi, trong lòng đặc biệt buồn bực. Vốn dĩ cậu bé cho rằng bản thân đi vào thành phố nhất định có thể đại sát tứ phương, nhìn thấy người đẹp sẽ bắt lấy, không ai có thể ngăn cản mình. Nhưng ai biết được, mẹ nó gặp đối thủ đầu tiên đã đánh ngã mình. Thậm chí, bản thân không có chút sức mạnh đánh trả nào. Nhóc con, nhà em ở đâu, đến từ giới luyện võ. Lúc này, Tô Thương ôm cánh tay, tò mò hỏi. Tô Tinh Hà dừng một chút, cảnh giác nhìn về phía Tô Thương hỏi ngược lại, anh trai, tại sao anh biết em đến từ giới luyện võ? Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã là võ đạo tông sư, chỉ có giới luyện võ mới có thể đào tạo ra yêu nghiệt như em. Tô Thương nói thật. He he, Tô Tinh Hà nghe thấy hai chữ yêu nghiệt, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, đó là, ngoài em gái em, tiểu gia em vô địch trong những người cùng tuổi. Khi những đứa trẻ giống em còn đang uống sữa, tiểu gia em đã bắt đầu tu luyện, đại gia hỏa, anh nói em là yêu nghiệt, không tồi không tồi, anh rất có mắt nhìn. Tô Tinh Hà kiêu căng ngạo mạn nói. Sắc mặt Tô Thương trầm xuống, ngón tay cong lên, giọng điệu bình đạm nói, nhóc con còn giả vờ ở trước mặt chú, còn muốn bị đánh nữa sao? Anh trai, đừng, em chỉ đùa một chút thôi, làm không khí sôi động một chút thôi mà. Tô Tinh Hà hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy đùi Tô Thương, hơn nữa còn cọ cọ đầu vào chân Tô Thương, bộ dạng vô cùng hèn mọn. Đừng ngắt lời, nhà em ở chỗ nào, sao lại một mình đến Giang Bắc? Tô Thương lại hỏi lần nữa. Hai, tiểu gia em tung hoành một đời, hôm nay thua ở trong tay chú, quên đi, nói cho anh cũng không sao. Tô Tinh Hà thở dài một hơi, sau đó nói, anh trai, thật ra em đến từ vùng núi Tế Trời, tổ tiên của em là Sơn Chủ Thái Sơn. Mặc dù tuổi của Tô Tinh Hà không lớn, nhưng lại là một thần đồng. Tự nhiên biết hành tẩu giang hồ không thể tùy tiện bại lộ thân phận, cho nên thuận miệng bịa đặt một cái. Vùng núi Tế Trời. Tổ tiên, Sơn Chủ Thái Sơn. Nghe vậy, ánh mắt Tô Thương đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ma đản. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Lão tử đang không biết làm sao để tìm vùng núi Tế Trời để tính sổ đây, mẹ nó em thực sự đưa đến cửa. Nhưng đến lượt Tô Thương sắc mặt tối sầm lại, giơ tay cho Tô Tinh Hà một cái đầu băng. Ai ui, anh trai, em đã nói cho anh biết thân phận của em, tại sao anh lại đánh em? Tô Tinh Hà ôm đầu, ấm ức nói. Em nghĩ rằng anh ngốc sao? Tô Thương nghiến răng nghiến lợi nói, Sơn Chủ Thái Sơn họ Thạch, em họ Tô, sao ông ta có thể là tổ tiên của em? Nói thật đi, rốt cuộc em đến từ môn phái nào, nếu còn dám nói dối. Ông đây sẽ lột sạch em, đánh 100 cái. À, anh trai, đừng, em nói còn không được sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Hà chợt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó nói, thật ra, em đến từ một gia tộc cổ xưa thần bí, gia tộc bọn em rất ít khi xuất thế, một khi xuất thế nhất định sẽ khuấy động cục diện từ phía, mà em, còn là. Cút mẹ nó đi, con dám nói dối chú. Tô Thương vừa nghe đã biết Tô Tinh Hà đang nói dối,
lập tức muốn cởi quần của nhóc con này ra, phải cho cậu bé biết tay. Anh trai, đừng làm bừa, em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh họ Tô, em cũng họ Tô, chúng ta đều là người trong nhà mà. Khuôn mặt nhỏ của Tô Tinh Hà trắng bệnh nói, người trong nhà không làm khó người trong nhà, anh trai, anh nói có đúng không, cầu xin Chúa tha cho em đi. Tiểu quỷ, trong miệng em không có một câu nào là thật. Tô Thương mặc kệ, tiếp tục giáo huấn Tô Tinh Hà. A, cứu mạng, tàn sát dân lành rồi, chị gái ơi, chị rất xinh đẹp, nhất định là một người tốt, xin hãy cứu em. Lúc này, ánh mắt Tô Tinh Hà dừng lại ở trên người Lý Nguyệt, mở to đôi mắt dễ thương, đau khổ cầu xin. Càng khoa trương chính là thằng nhóc này nói khóc liền khóc, trong mắt có nước mắt đảo quanh, trông vô cùng đáng thương. Lý Nguyệt ngay lập tức bị manh hóa, vì thế nhoẻn miệng cười nói, Tô Thương, như vậy là được rồi, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nghe thấy lời cầu xin của vợ, lúc này Tô Thương mới dừng tay, ném Tô Tinh Hà sang một bên. Sau khi được giải cứu, Tô Tinh Hà vững vàng rơi trên mặt đất, vội vàng trốn ở sau Lý Nguyệt, lúc này mới kéo quần lên. Đại gia hỏa, đến đi, đến đánh em đi, anh kiêu ngạo cái gì, thật sự cho rằng có thể đánh thắng được sao? Tô Tinh Hà bĩu môi, giả vờ nói, vừa rồi chẳng qua tiểu gia đùa giỡn với anh thôi, ngay cả 1% sức lực cũng chưa dùng đến, nếu không đã sớm đánh cho anh răng rơi đầy đất rồi. Vãi! Sao em lại ngứa đòn như vậy? Sắc mặt Tô Thương tối sầm lại, lập tức muốn đi tới dạy cho Tô Tinh Hà một bài học. Chị gái, chị nhìn anh ấy kìa, lại muốn đánh em sợ quá. Tô Tinh Hà lập tức sợ hãi, trốn ở phía sau Lý Nguyệt, yếu đuối và bất lực một cách đáng thương. Tô Thương, bỏ đi. Lý Nguyệt khẽ cười, đồng đồng thật sự không có tổn thất gì, để cậu bé đi đi. Tô Thương gật gật đầu, quay sang uy hiếp, Tô Tinh Hà đúng không, cút nhanh lên, đừng để anh lại nhìn thấy em, nếu không anh nhất định sẽ đánh cho em cả đầu đầy u. Xí, anh bảo em đi thì em phải đi à, anh là ai chứ? Núp ở phía sau Lý Nguyệt, Tô Tinh Hà không hề sợ hãi nói, em còn chưa chinh phục được cô vợ nhỏ, còn lâu em mới đi. Em thật sự là ngứa đòn, Tô Thương nghiến răng nghiến lợi, hung thần ác sát đi tới. Định dạy cho Tô Tinh Hà một bài học. Anh rể, bình tĩnh đi, nhóc con này rất thú vị, đừng đánh nó, mặc dù nó nói chuyện gợi đòn nhưng nó mới vài tuổi mà thôi, cái gì cũng không hiểu, chúng ta phải khoan dung cho nó. Lý Kỳ Kỳ ở bên cạnh thấy vậy bèn trấn an Tô Thương, sau đó ngồi xổm ở trước mặt Tô Tinh Hà, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Hà, cười nói, này, nhóc con, em ở nhà cũng ngứa đòn như vậy sao? Em không gọi là này, em nói, em có tên, em tên là Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói, còn có, đừng nhéo mặt em, nhéo hỏng rồi chị không đền nổi đâu. Ha ha ha, thật đáng yêu. Lý Kỳ Kỳ cười thành tiếng, sau đó tò mò hỏi, Tô Tinh Hà, em có bao nhiêu vợ, họ tên là gì? Hiện tại có hai người, một người gọi là Mạt Lị, một người gọi là Bạch Chỉ. Tô Tinh Hà nói một cách tự hào. Yo, thật đúng là có thể nói ra tên gọi nha. Lý Kỳ Kỳ cười nói, Tô Tinh Hà, em có yêu cầu gì khi tìm vợ sao? Tại sao ba người chúng ta cùng nhau xuất hiện nhưng em cứ bám chặt lấy váy của đồng đồng không buông, chẳng lẽ chị không xinh đẹp sao? Cô rất xinh đẹp, nhưng lại có một khuyết điểm chết người, tiểu gia em không thích. Khuyết điểm gì? Lý Kỳ Kỳ tràn đầy tò mò. Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn Lý Kỳ Kỳ một cái. Sau đó ghét bỏ nó cô. Quá nhỏ, không có tư cách làm cô vợ nhỏ của em. Của chị nhỏ quá rồi. Lý Kỳ Kỳ nghe nói như thế, hóa đá tại chỗ, vốn dĩ khuôn mặt đang nở nụ cười, lúc này lại nghiến răng nghiến lợi. Em đây không có ưu điểm gì khác, ngoài việc thành thật, từ trước đến nay đều chưa nói láo bao giờ cả. Tô Tinh Hà nhìn Lý Kỳ Kỳ, tiếp tục nói chị tức giận cũng vô dụng thôi. Chị thật là nhỏ, chuyện này mọi người rõ như ban ngày, không tin thì chị cứ đi hỏi anh này mà xem. Anh trai, có phải là em không nói láo không? Nói đến đây, Tô Tinh Hà nhìn Tô Thương, xác minh lại lần nữa. Tô Thương dừng một lúc, sau đó sờ lên mũi nói cái này. Khụ khụ, tiểu tử nói rất đúng,
lần này em không lừa người đâu. Đúng thế. Tô Tinh Hà gật đầu, sau đó nói, chị gái này, em không muốn nhỏ đâu, đây là điều kiện tiên quyết để em tìm vợ. Mặc dù chị rất xinh đẹp, nhưng em cũng không có cách nào khác, em không thể nhận chị được. Tô Tinh Hà nói tiếp, dù sao thì vợ nhỏ của em, cũng cần phải cọ bình sữa cho em, giặt quần áo, lau nhà, nấu cơm, mẹ em nói nếu mông nhỏ thì không thể làm được những chuyện này đâu. Còn nữa, mẹ em nói rồi, con gái mông to thì mắn đẻ, không già mồm, thật đáng tiếc, chị đã bị loại rồi. Tô Tinh Hà thở dài một hơi, nói tất nhiên, nếu như chị nhất định phải làm vợ bé của em có thể cố hết sức. Hả? Lý Kỳ Kỳ tối sầm mặt lại, Tô Tinh Hà còn chưa nói hết thì bị cô cắt ngang liền, tiểu tử thối, em muốn bị đánh sao? Kỳ Kỳ, yên lặng nào. Tô Thương thấy vậy, liền cười nói, không phải cô mới nói, phải bao dung cậu bé đó sao, dù sao thì nó cũng chỉ là con nít thôi mà. Bao dung cái cọng lông gì? Lý Kỳ Kỳ dữ dằn nói, đứa trẻ này muốn ăn đòn như thế, bổn cô nương lần đầu gặp mặt. Nếu không đánh cho cái mông cậu ta nở hoa thì thật là có lỗi với chính mình quá. Được rồi, Kỳ Kỳ. Lúc này, Châu Vũ Đồng bên cạnh đứng dậy, mặc dù Tô Tinh Hà chỉ là đứa con nít, nhưng khi cô ấy nhận được sự công nhận của đối phương thì trong lòng vẫn thấy rất đắc ý. Thế là an ủi nói, Tô Tinh Hà mới bé tí như vậy, trẻ con thì luôn nói thật lòng, cậu tính toán với nó làm gì chứ, hơn nữa cậu bé này cũng không nói sai mà. Hả, Đồng Đồng. Cậu cũng chế giễu tớ sao? Lý Kỳ Kỳ sắp sụp đổ đến nơi rồi. Không không không, là tớ nói theo tình hình thế thôi, cậu đừng giận nữa. Châu Vũ Đồng trấn an lần nữa, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Tinh Hà, vui vẻ cười nói, Tô Tinh Hà, không thể không thừa nhận, em có mắt nhìn nha, liếc một chút là chọn chúng chị rồi. Thôi đi, chị đắc ý cái gì chứ? Tô Tinh Hà thẳng thắn, bĩu môi nói, trong ba chị. Thì nhan sắc của chị là tệ nhất, nên chị chỉ đứng thứ hai thôi, làm vợ bé của em trước đã. Nhưng chị đừng vui mừng quá sớm, chờ em tìm được người thích hợp hơn, chắc chắn sẽ đá chị đi thôi. Tô Tinh Hà vênh váo đắc ý nói. Phù phù phù, chị. Nụ cười trên mặt Châu Vũ Đồng bỗng cứng đơ lại, sau đó thẹn quá hóa giận khẽ cắn môi, đề nghị, muốn ăn đòn sao, Tô Thương, Kỳ Kỳ, ba chúng ta cùng đánh nó đi. Ý kiến hay đó. Lý Kỳ Kỳ quyết đoán trả lời, Tô Thương cũng nóng lòng muốn thử. Cứu mạng với, bị đánh hội đồng rồi. Tô Tinh Hà trước tiên là trốn sau lưng Lý Nguyệt, bây giờ có bốn người mà đắc tội cả ba người, nên chỉ có thể tìm kiếm sự che chở của Lý Nguyệt mà thôi. Yên lặng chút đi, so bì với đứa trẻ con làm gì chứ? Lý Nguyệt cười ngăn cản, sau đó xoay người nhìn Tô Tinh Hà nói, Tô Tinh Hà. Chỉ có phù hợp với tiêu chuẩn tìm vợ nhỏ của em không? Phù hợp. Quá phù hợp. Tô Tinh Hà gật đầu, nghiêm túc nói, chị gái, thật sự ngoài mẹ em ra, trong số những người con gái em từng gặp qua thì chị là đẹp nhất. Lý Nguyệt cười nói một tiếng, vậy sao lúc nãy em lại không kéo áo của chị chứ? Em không dám. Tô Tinh Hà nghiêm túc hiếm thấy, nhỏ giọng nói ra, không biết vì sao. Chị cho em một loại cảm giác rất mạnh mẽ, em không dám mạo phạm đến chị. Hơn nữa, người trẻ đẹp giống như chị thế này, chỉ cần liếc qua vài lần thì cũng làm em vô cùng hài lòng rồi, sao dám đùa với chị chứ? Phụt! Lý Nguyệt nhịn không được mà cười nói, cái tên tiểu tử này, não của cậu ngược lại cũng tốt đó chứ, biết bây giờ chỉ có chị mới bảo vệ em thôi, nên mới nói ngon ngọt dỗ chị như thế phải không? Được rồi cái như em đang nói sự thật đi. Chị sẽ không để họ đánh em đâu. Lý Nguyệt cười nói, em cũng nhanh chóng về nhà tìm mẹ đi, một đứa trẻ thế này ở bên ngoài là rất nguy hiểm. Tô Tinh Hà không muốn nhắc đến chuyện đó, mà lại hỏi, chị gái, chị tên là gì, có thể nói cho em biết được không? Ha ha, Lý Nguyệt. Lý Nguyệt trả lời. Tên của chị nghe hay quá. Tô Tinh Hà đầu tiên là tán thưởng, sau đó nói, chị Lý Nguyệt, thật ra em đã giấu gia đình. Lén chạy ra ngoài đây, em không muốn về nhà. Lén chạy đến đây, Lý Nguyệt nghi ngờ nói, vì sao lại không muốn về nhà, cha mẹ đối xử không tốt với em sao? Cha mẹ đối xử không tốt. Tô Tinh Hà đang muốn tìm một cái cớ,
nghe nói như thế, đột nhiên gật đầu nói, à, mẹ em thì rất tốt với em, chỉ có điều, là cha em không tốt. Cha của em cực kỳ bạo lực, mỗi lần chỉ cần em làm sai chuyện gì, thì đều đánh em đầy thương tích. Tô Tinh Hà diễn rất chuyên nghiệp, vừa nói vừa khóc liền, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, nghẹn ngào nói, chị Lý Nguyệt, là chị không biết đó thôi, cha em ra tay độc ác lắm, thường xuyên treo ngược em lên để đánh, ông ấy quả thật không phải là người. Người mẹ trong suy nghĩ của Tô Tinh Hà là thần thánh, không cho phép nói xấu, nhưng cha thì khác. Cậu bé chưa thấy hình dáng cha thế nào, không những không có tình cảm với cha, mà ngược lại còn đặc biệt chán ghét, vì thế nói xấu cha thì cũng không hề có cảm giác tội lỗi gì. Cái gì, sao mà ra tay nặng như thế chứ? Lý Nguyệt tin là thật, tức giận nói, Tô Tinh Hà, cha của em tên là gì, đưa bọn chị đi tìm ông ta, chị nhất định tìm ông ta nói cho ra lẽ, sao có thể đánh con nít như vậy chứ, quá đáng quá đi. Tên là gì? Tên phế vật kia, hình như gọi là Tô Thương. Nghĩ đến đây Tô Tinh Hà lườm Tô Thương một cái. Cái tên đáng ghét này, hình như cũng gọi là Tô Thương. Có điều cậu bé khẳng định đây không phải cha mình. Người cha của mình đã sớm chết rồi, mấy ngày trước, mẹ đã làm một cái mộ chôn quần áo cho ông ta rồi. Thật đáng ghét. Tên đáng ghét này cũng giống như người cha phế vật của mình, chẳng trách mình chán ghét ông ta như vậy. Hừ hừ. Chờ có cơ hội, thì dù thế nào đi nữa mình cũng phải sử dụng trí bảo, để giáo huấn anh ta một trận thật tàn nhẫn. Anh ta không phải muốn cởi quần của mình, đánh tiểu đệ của mình sao, đến lúc đó mình sẽ cột anh ta vào quảng trường nhân dân, lột sạch quần áo, để mọi người xem chim dưới trăng. Có điều. Bây giờ vẫn nên ở lại bên cạnh chị Lý Nguyệt mới được, chị ấy cho mình một loại cảm giác đặc biệt. Có thể sản sinh ra đồng cảm cùng với trí bảo mà mình mang theo bên cạnh, để mình kính sợ chị ấy, chuyện này mình nhất định phải làm cho rõ ràng. Nghĩ đến đây, Tô Tinh Hà tủi thân mong đợi nói, chị Lý Nguyệt, thôi bỏ đi, nếu mọi người cùng về nhà với em, cha chắc chắn sẽ đánh nát mông em đó. Còn nữa, mặc dù cha có đánh em, nhưng trong lòng ông ấy thật ra là rất thương em, đánh em chỉ vì muốn em xuất sắc hơn mà thôi, chuyện này em hiểu được mà. Bất luận thế nào thì cũng không được đánh trẻ con, Lý Nguyệt nói. Ai ya, có lẽ là cách thể hiện tình yêu của cha là khác, cha em cho rằng đánh em chính là thương em. Tô Tinh Hà nhìn Lý Nguyệt, ra vẻ tội nghiệp nói, chị Lý Nguyệt, em có thể ở lại nhà chị vài ngày không, để cho cha em thật sự lo lắng, chờ ông ấy nếm mùi mất đi em, thì có lẽ sau này sẽ không đánh em nữa, chị thấy có được không? Vốn dĩ Lý Nguyệt định để Tô Tinh Hà nhanh trở về nhà, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó, cô ấy liền bị dao động, chuẩn bị đồng ý với yêu cầu của Tô Tinh Hà. Vợ à! Lúc này, Tô Thương lại đi lên và nói, đừng nghe thằng nhóc này nói vớ va vớ vẩn, trong miệng cậu ta không nói thật câu nào đâu, chắc là đang lừa người đó. Ai ya, được thôi. Lý Nguyệt còn chưa mở miệng, Tô Tinh Hà liền bắt đầu lấy lui làm tiến, thở dài một hơi. Dù sao cũng không có ai quan tâm em, chị Lý Nguyệt, chị không chứa được em cũng không về nhà đâu, tạm biệt. Nói xong, Tô Tinh Hà quay người định rời khỏi. Đợi chút. Lý Nguyệt không đành lòng, vội vàng nói, Tô Tinh Hà, nếu em đã. Vợ, Tô Thương liếc nhìn Lý Nguyệt một chút. Tô Thương, em biết cậu bé này đang nói dối, nhưng nó nói không về nhà thì chắc là thật đó. Lý Nguyệt nói, cậu bé này nhỏ như vậy, em không thể để nó lang thang bên ngoài được, xung quanh có rất nhiều nguy hiểm, nếu như gặp phải bọn buôn người thì rất phiền phức rồi. Vợ đừng lo lắng qua, có con buôn nào mà dám lừa bán nó chứ? Tô Thương cười cười, nhưng anh ấy biết Lý Nguyệt không yên tâm, thế là khóe miệng nhếch ra một nụ cười tinh nghịch, nói tiếp, vợ, hay là thế này đi, anh nhận nó ở lại nhé, để nó ở cạnh anh, tiện chăm sóc hơn. Em cũng đã nhìn thấy đó, tên nhóc này không đơn giản, nó là một người luyện võ, hơn nữa lại dám ở trên đường lớn lôi kéo váy con gái, cưỡng ép người ta làm vợ bé của mình, đây chắc chắn là có vấn đề rồi. Tô Thương nhỏ giọng nói ra, em để nó ở cạnh anh, nếu nó dám làm loạn thì anh cũng có thể khống chế nó được. Như vậy cũng được. Lý Nguyệt thấy Tô Thương nói đúng, nên liền nói, Tô Tinh Hà, em muốn theo bọn chị. Thì để Tô Thương giữ em lại đi nhé.
thiếu gia đây không đồng ý. Tô Tinh Hà đột nhiên không chịu. Hửm. Tô Thương thấy vậy, nhanh chân đi đến trước mắt Tô Tinh Hà, ngón tay uốn lượn, trên mặt lộ ra nụ cười, hiền lành. Em đồng ý. Dưới sự đe dọa của Tô Thương, Tô Tinh Hà lựa chọn đồng ý, vội vàng cười làm lành nói, anh trai Tô Thương, em đây có thể được đi bên cạnh anh, chính là vinh hạnh của em rồi, cảm ơn anh đã giữ em lại nhé. Hả, phải không đó, vậy sao lúc nãy em vừa mới nói không đồng ý? Tô Thương cười đùa. Cái này. Tô Tinh Hà vội vàng giải thích, ý của em là, nếu có người trêu chọc anh, em sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Thế sao? Tô Thương gật đầu, hài lòng nói, thằng nhóc con, thái độ tốt đấy, sau này theo anh trai đi chơi, tha hồ mà bay nhảy. Được thôi, anh trai. Tô Tinh Hà ngoài mặt thì đáp ứng, nhưng trong lòng lại chẳng thèm ngó tới. Tôi khinh. Cái quái gì chứ? Theo anh. Còn tha hồ mà bay nhảy. Ha ha ọc. Tôi chỉ là không muốn bại lộ quá sớm thôi, để tránh kinh động đến ông cố, nếu không tôi mà sử dụng trí bảo, sẽ đánh ngã anh trong tích tắc. Thế thì quyết định như vậy đi, Tô Thương, mấy hôm nay anh chăm sóc nó, không được đánh nó đâu đấy. Lúc này, Lý Nguyệt dặn dò. Tô Thương cười hứa hẹn, vợ yên tâm đi, anh biết làm thế nào mà. Chị, anh rể, thật sự chán ngán, em vừa nhìn thấy cái tên nhóc này thì liền thấy phiền phức rồi. Lý Kỳ Kỳ bên cạnh lúc nãy bị chê, nhỏ, đã chịu đả kích rồi, thế là nói, hai người đưa nó đi chơi đi, đồng đồng, tớ dẫn cậu đi ăn bò bít tết. À. Châu Vũ Đồng cũng thấy Tô Tinh Hà phiền phức, trước khi đi còn nhìn về phía Tô Tinh Hà, thở phì phò nói, nhóc con, em mới là xấu nhất, tuổi còn nhỏ mà mắt đã mù, thật đáng thương. Nói lý lẽ với nó làm gì chứ, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, Lý Kỳ Kỳ và Châu Vũ Đồng cũng đi khỏi nơi đó. Bỏ đi, không chơi nổi nữa, không phải là em chỉ mới nói có vài câu thật lòng thôi, mà làm đến mức đó sao? Tô Tinh Hà bĩu môi nói. Được rồi, em cũng đừng lắm miệng nữa, cẩn thận bị đánh đó, lần sau chọn vài lời dễ nghe hơn mà nói không được sao? Lý Nguyệt cười cười, vội nói tiếp, Tô Tinh Hà, sắp trưa rồi, em có đói không? Đói, chị Lý Nguyệt, đói chết em rồi. Nghe vậy, Tô Tinh Hà nhất thời hưng phấn, kích động nói, lần này em đến Giang Bắc, cũng là muốn ăn thức ăn ngon khắp Giang Bắc. Ha ha, em muốn ăn gì, chị dẫn em đi. Lý Nguyệt cười nói. Ăn lẩu. Tô Tinh Hà suy nghĩ, sau đó nói, em nghe nói ở Giang Bắc có một quán lẩu rất ngon, hình như gọi là lẩu hương vị tứ xuyên, chị Lý Nguyệt, chị có thể đưa em đến đó không? Được chị cũng thích ăn lẩu. Lý Nguyệt mỉm cười nói, chúng ta thật có duyên, không ngờ còn có sở thích giống nhau nữa. Tô Thương, đi thôi, đi đến hương vị tứ xuyên, đúng rồi, anh qua đây bằng cách nào, không lái xe đi sao? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Không. Tô Thương cười nói, gọi xe taxi đi, dù sao ở đây cũng gần nhà hàng lẩu hương vị tứ xuyên mà. Được. Lý Nguyệt gật đầu. Sau đó ba người gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đến nhà hàng lẩu hương vị tứ xuyên. Em ăn được cay sao? Sau khi ngồi xuống, Lý Nguyệt hỏi thăm Tô Tinh Hà. Được, mẹ em nói, đàn ông ăn cay mới lo liệu được việc nhà, em đặc biệt có thể ăn cay. Tô Tinh Hà chăm chú gật đầu. Tô Thương tấn công nói, để xem em chịu được đến đâu, chút nữa đừng có bị cay quá mà khóc nhé. Cắt. Tô Tinh Hà bĩu môi. Trợn liếc nhìn Tô Thương, không hề phản ứng lại với Tô Thương. Khoảng 10 phút, nước trong nồi lẩu, vịt quan họ, đã sôi sùng sục lên, rau xanh và các loại thịt đã gọi cũng đều được mang lên đầy đủ. Đáng nhắc đến chính là, Tô Tinh Hà vô cùng thích ăn rau thơm, gọi 2-3 phần, đến đũa đầu tiên ăn cũng chính là rau thơm. Đã quá, thật đủ vị. Tô Tinh Hà há miệng lớn bắt đầu ăn, cũng không lâu lắm. Rau thơm đã bị cậu bé ăn gần hết, các loại thịt cũng ăn không ít. Có lẽ là do uống quá nhiều nước, nên ăn khoảng mười mấy phút, Tô Tinh Hà liền đi nhà vệ sinh. Anh trai, em đi nhà vệ sinh đã, em vệ sinh thành một vòng tròn luôn, anh từ từ mà ăn, đừng bị em làm ảnh hưởng.
Tô Tinh Hà cố ý nhìn Tô Thương nói, nhấn mạnh hình dáng và ngữ điệu. Chấm than. Tô Thương tối sầm mặt lại, đang gắp một miếng thịt dê cuốn giờ không biết nên ăn hay là không nữa. Ha ha. Lý Nguyệt bị chọc cười, nhìn Tô Tinh Hà đi xa, sau đó nhỏ giọng nói, Tô Thương, anh có thấy, cậu bé này rất giống một người không? Người nào? Tô Thương tò mò hỏi. Giang Tuyết Nhi. Lý Nguyệt cười nói, em cảm thấy cậu bé này rất giống Giang Tuyết Nhi, nhất là con mắt, lại còn thích ăn rau thơm nữa. Giống cái rắm. Tô Thương trực tiếp phủ định nói, cậu ta chỉ là một tên vô lại thôi, sao lại giống Giang Tuyết Nhi được chứ? Vợ à, chuyện liên quan đến Giang Tuyết Nhi, anh đã tra ra được một số tin tức, cô ấy bây giờ vẫn ổn. Thật sao, anh biết cô ấy ở đâu trong thành phố sao? Lý Nguyệt kích động nói. Ừm. Tô Thương gật gật đầu, khẽ cười nói, chờ qua mấy hôm bận rộn này đã, anh sẽ đưa em đi tìm cô ấy. Được, Lý Nguyệt gật đầu, sau đó cười nói, kỳ thật em không chỉ nhớ Giang Tuyết Nhi, em cũng còn nhớ Du Du nữa, lần này vừa hay, chúng ta đưa hai người về Giang Bắc, anh thấy được không? Không vấn đề gì. Tô Thương trả lời, trong lòng sớm đã có quyết định này rồi. Nhưng mà sau khi biết Giang Tuyết Nhi cũng là Thiên Sơn Tuyết, trong lòng Tô Thương không có tự tin nữa. Hơn nữa nguy cơ nhà họ Tô còn chưa được hóa giải, cho nên mới tạm thời bỏ ý nghĩ này. Nhóc con thối tha lưu manh, mày to gan quá, dám vén váy bà mày sao? Đúng lúc này, ở nơi xa bỗng truyền đến giọng nói tức giận của một người con gái. Tô Thương và Lý Nguyệt nghe vậy, nhất thời chuyển ánh mắt về đó. Kết quả là phát hiện Tô Tinh Hà bị một cô gái mập bắt được cái cổ tay. Cô gái mập này hơn 30 tuổi, chí ít cũng 200 cân, giờ phút này đang rất nóng giận. Tô Tinh Hà này, một phút cũng không khiến người khác yên tâm được. Lý Nguyệt thấy vậy, tay đỡ lấy trán, sau đó liền muốn đứng dậy đi giúp Tô Tinh Hà giải vây. Vợ, đừng đi, đáng đời nó, vén váy người khác bị tóm gọn rồi, cho nó chịu đau khổ chút đi, để tránh gây tai họa cho người khác. Tô Thương ngăn cản, sau đó nhịn không được mà cười nói, có điều, mắt của nó thật sự không được rồi, vừa mập vừa xấu như thế mà nó cũng xuống tay được. Lúc này, Tô Tinh Hà bị một đám người vây quanh dọa cho sợ khóc, giả bộ đáng thương nói, chị gái, em cũng không muốn đâu, là em bị ép, là anh trai em sai em đi làm như vậy, anh ấy nói anh ấy thích chị, nhất định phải vén váy chị lên. Nếu như em không vén, anh ấy sẽ đánh em, hu hu hu, anh trai, anh nhanh đến cứu em đi, em đã làm theo lời anh nói, anh không thể bỏ mặc em được. Vừa nói, Tô Tinh Hà ném ánh mắt sang Tô Thương cầu cứu. Vù vù vù. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người bên trong quán lẩu, đều nhìn vào Tô Thương. Tô Thương vốn đang cười trên nỗi đau của người khác, nụ cười đang nở trên môi bỗng nhiên hóa đá. Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, Tô Thương tê rồi, tê dại cả da đầu luôn, cả người đều cảm thấy không xong, hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào, đồng thời trong lòng thẹn quá hóa giận, hung tợn nhìn hằm hằm Tô Tinh Hà. Em nói gì, anh trai em kêu em làm như vậy sao? Lúc này, khi người phụ nữ béo nghe thấy như vậy, lập tức nổi giận và nghiến răng nói, phụ nữ thích bà đây nhiều vô kể, anh trai của em thật bỉ ổi, đã vậy còn quá vô lại mà. Nói xong, người phụ nữ béo kia nhìn theo ánh mắt của Tô Tinh Hà, sau đó chỉ vào Tô Thương hỏi, anh bạn nhỏ, anh ta chính là anh trai của em sao? Tô Tinh Hà vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói, chị gái, em cũng biết làm như vậy là sai, em thay mặt anh em xin lỗi chị nắm tay em đau quá, có thể thả em ra không? Xin lỗi anh bạn nhỏ, chuyện này không liên quan gì đến em, chị chắc chắn sẽ không làm khó em. Người phụ nữ béo kia xin lỗi trước, rồi mới buông cánh tay đang nắm Tô Tinh Hà ra, sau đó bước nhanh về phía Tô Thương, lạnh lùng nói, tên chó chết, anh đúng là đồ rác rưởi, vậy mà lại đi lợi dụng một đứa trẻ con để thỏa mãn tâm địa đen tối của mình, sao anh không đi chết đi hả? Cái đó. Tô Thương đứng dậy, sờ lên sóng mũi, giải thích nói, chị gái à, tôi nghĩ chắc là chị hiểu lầm rồi, vén váy của chị lên là hành động của thằng nhỏ đó. Không liên quan gì đến tôi cả, nó vu oan cho tôi đó. Anh nói láo.
Người phụ nữ béo kia hai tay chống nạnh lên, trực tiếp mở miệng mắng chửi thật to, đứa bé nhỏ như vậy, thì có thể có ý đồ xấu xa gì chứ, chắc chắn là do anh kêu nó làm, bây giờ còn chối nữa, anh muốn để đứa bé 4, 5 tuổi này chịu tiếng oan thay anh sao, anh có còn là một người đàn ông nữa hay không hả? Tô Thương bất lực cười khổ, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác lại như thế nào. Đúng vậy. Một đứa bé 4, 5 tuổi thì có thể có ý đồ xấu xa gì chứ, cái này giải thích không rõ ràng được mà. Hừ, tên chó bị ổi, bà đây sẽ báo cảnh sát, cho anh đi vào ăn cơm tù. Người phụ nữ béo kia nói không bỏ qua chuyện này, rồi móc điện thoại ra gọi. Chị gái. Lúc này, Tô Thương liền chạy tới cầu xin nói, anh trai em cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, chị đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết như vậy, lần này chị tha cho anh ấy đi, cầu xin chị đó. Được được được, anh bạn nhỏ, chị nể mặt em đó. Người phụ nữ béo nghe thấy giọng nói bi ba bi bô cầu xin của Tô Tinh Hà, nhất thời mềm lòng xuống, sau đó phẫn nộ nhìn Tô Thương, nghiến răng nói, hừ, lớn như vậy rồi còn không bằng một đứa bé hiểu chuyện. Cũng quá mất mặt đi mà. Tô Thương. Cái đồ quỷ, mày trà xanh quá nha. Chỉ những người hay giả vờ ngây thơ, trong sáng. Rõ ràng là mày vu oan cho ông đây, bây giờ lại còn nói giúp cho ông đây sao? Chứ. Tao cảm ơn mày nhé. Tô Thương đen sầm mặt lại, khóc không ra nước mắt. Chị gái, chị thật là lương thiện, anh trai em chắc chắn đã biết lỗi của mình rồi. Chỉ là còn ngại mà thôi, lần sau anh ấy nhất định sẽ không kêu em làm những việc như vậy nữa đâu. Tô Tinh Hà nhìn người phụ nữ béo, ngây thơ như con cún con nói, còn nữa, chị gái, kỳ thực cũng không trách anh trai em được. Chủ yếu là do chị quá đẹp mà thôi, đẹp khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn luôn đó nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Hà nghiêm túc nói, anh trai của em ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chị, đã bị chị hớp mất hồn rồi, không có cách nào kiềm chế được, trong đầu đều là chị, anh ấy đã bị sắc đẹp của chị làm cho choáng váng đầu óc. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Ông đây bị sắc đẹp của cô ta hấp dẫn. Còn cái mẹ nó gì mà không có cách nào kiềm chế được. Tô Tinh Hà, lúc mày nói mấy lời này, trong lòng không thấy đau sao. Mặt của Tô Thương tràn đầy dấu chấm hỏi, lần đầu tiên anh bị xoay cho mụ mị đầu óc như vậy. À, chị xinh đẹp đến như vậy sao? Lúc này, người phụ nữ béo bị những lời nịnh nọt của Tô Tinh Hà làm cho bay bổng lên không trung, nhìn đi nhìn lại thân hình của mình có chút không tin. Có chứ. Tô Tinh Hà lại nói, chị gái, mặc dù chị hơi mập một chút, không phải thuộc loại xinh đẹp như trong mắt những người bình thường kia, nhưng chị có lẽ không biết, anh trai của em từ nhỏ đã có sở thích hơi đặc biệt, anh ta chính là thích người như chị vậy. Mấy cái loại con gái ốm nhom ốm nhét kia, anh trai em không thèm nhìn lấy một cái, chỉ duy nhất thích người con gái như chị vậy. Tô Tinh Hà nhỏ giọng nói nhỏ cho chị biết nhá, chị gái, anh trai em bây giờ vẫn đang độc thân đấy, nhân phẩm của anh ấy thật sự cũng không tệ đâu. Là một chính nhân quân tử chính hiệu, làm này chỉ là nhất thời hồ đồ, mới kêu em vén váy của chị lên, em cảm thấy hai người có thể tiến triển thêm một chút đó, chị nếu như có thể làm chị dâu của em thì tốt rồi. Chuyện này. Khi người phụ nữ béo nghe vậy, thì ánh mắt nhìn sang Tô Thương, cô ta chợt nhận ra người đàn ông trước mặt mình trông thật cao ráo đẹp trai, trong lòng chợt dao động, khuôn mặt mập mạp đỏ bừng lên, thì thào nói anh, tôi sẽ đợi anh ở quán cà phê bên cạnh, chúng ta có thể trò chuyện, tôi cũng có chút hứng thú đối với anh. Người phụ nữ béo trở nên ngượng ngùng, cảm thấy rất xấu hổ, cô ta bỏ lại một câu rồi chạy ra khỏi quán lẩu. Được rồi, người có tình rồi sẽ thành người thân, mọi người giải tán cả đi. Tô Tinh Hà nhìn thấy như vậy, thì giống như vừa giải quyết xong một chuyện lớn vậy, phất phất tay ra hiệu mọi người đang vây quanh xem giải tán. Nhìn không ra nha, sở thích người này cũng đặc biệt thật. Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi mà, thật là biết cách chơi đùa. Ha ha, không biết anh ta vác nổi người phụ nữ béo kia không nữa, chắc khoảng 2-3 phát là đã bị đè bẹp đến khóc rồi nhỉ. Thời đại bây giờ, người nào cũng có mà,
đẹp trai như vậy mà không thích con gái đẹp, cứ hết lần này đến lần khác thích một cô gái mập béo hơn 100 kg, tôi thật không hiểu nổi mà. Chấm chấm chấm. Những người vây quanh xem không ngừng bàn tán, nhao nhao lên nhìn Tô Thương với ánh mắt khác thường, sau đó liền trở về lại vị trí của mình. Tôi nhổ vào, mấy người hiểu cái rắm gì, không biết cái gọi là trong mắt người tình đều là Tây Thi sao, trong mắt anh trai của tôi, người phụ nữ béo lúc nãy chính là Tây Thi, không, chị ấy còn đẹp hơn cả Tây Thi. Tô Tinh Hà xông vào trách móc mấy người kia một câu, sau đó lại nhìn sang Tô Thương, có tình có nghĩa nói, anh trai, anh đừng lo lắng, cứ việc theo đuổi chân ái đi, đừng quan tâm đến con mắt của những người thế tục kia, bọn họ còn dám dùng ánh mắt khác thường nhìn anh, thì em liều mạng với bọn họ. Cái gì? Khóe miệng Tô Thương co giật một cái, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm vào Tô Tinh Hà, ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại đang khóc thầm, nhóc con, em đang tự biên tự diễn à, chơi vui không? Anh đang nói gì vậy, em có đùa chơi gì đâu, em đang tìm đối tượng cho anh mà. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói, chị béo lúc nãy, em quan sát kỹ càng rồi, rất là dễ nuôi đó, đúng là cực phẩm mà, anh phải biết trân quý đó. Câm miệng. Chị béo cái gì, tuổi tác của cô ta, sắp thành bà nội của em luôn rồi, còn ghép đôi bậy bạ nữa chứ. Tô Thương sắp điên lên rồi, anh bước nhanh về phía trước, định dạy dỗ Tô Tinh Hà một trận. Nhưng mà, Tô Tinh Hà nhanh như chớp, trốn ngay sau lưng của Lý Nguyệt, uất ức nói, anh trai em có ý tốt giúp anh không thích thì cũng không thể qua cầu rút ván vậy chứ, cùng lắm thì lần sau em kiếm cho anh một cô xinh đẹp hơn. Không cần, hôm nay ông đây phải cho mày biết cái gì gọi là sức nặng của tình yêu. Tô Thương mặt đen kịt, hung ác đi về phía Tô Tinh Hà. Được rồi Tô Thương, Tinh Hà chỉ đùa với anh thôi mà, em thấy khá vui đó, đừng giận nha. Lý Nguyệt nở một nụ cười, rồi ngăn Tô Thương lại. Vợ à, thằng nhóc này không thể nuông chiều được, nếu không chắc chắn nó gây ra rắc rối lớn đấy. Tô Thương nghiến răng nói. Không phải có anh bên cạnh sao, lần sau nó mà mắc lỗi, thì anh lại dạy dỗ nó không phải là được rồi à. Lý Nguyệt mỉm cười nói, lần này, thì thôi vậy. Vậy được rồi. Nhìn thấy Lý Nguyệt tích cực bảo vệ thằng bé như vậy, Tô Thương đành phải gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tinh Hà, lạnh lùng nói, Tô Tinh Hà, món nợ này anh đã ghi nhớ rồi, tốt nhất là em đừng có mà gây chuyện nữa. Nếu không anh sẽ tính sổ với em, anh sẽ khiến em khóc cũng không khóc ra tiếng được luôn đó. Được thôi anh, em biết rồi. Tô Tinh Hà vô cùng rắn giỏi, lúc nãy còn sợ Tô Thương đánh đòn nó, nhưng bây giờ lại cười đùa cợt nhả, anh ơi, chúng ta tiếp tục ăn lẩu đi. Ăn cái con khỉ. Tô Thương ngẩng đầu lên, liếc mắt ra cửa sổ nhìn xuyên qua quán cà phê bên cạnh, kết quả lại phát hiện ra một người phụ nữ béo ngồi bên khung cửa sổ. Khuôn mặt tươi cười nhìn về phía mình, thậm chí còn khua tay, chào hỏi với mình nữa. Mặt Tô Thương biến sắc, bỗng phát ói, vội vàng nói, chết tiệt, cô ta còn tưởng thật nữa, đi đi đi, mau về nhà thôi. Ha ha! Lý Nguyệt không nhịn được bèn cười ra tiếng. Sau đó, ba người họ thanh toán rồi rời khỏi quán lẩu, bắt một chiếc taxi, vội vội vàng vàng chuồn về. Anh đẹp trai, anh đừng đi. Tôi cũng thích anh là món ăn của tôi, hôm nay tôi có thể ăn đồ lạnh, chứng minh thư cũng để trong ví tiền rồi, đừng đi mà. Sau khi ba người họ rời đi, người phụ nữ béo đó liền đuổi theo ra tận ngoài, rồi theo hướng chiếc xe taxi, khuôn mặt tràn đầy sự tiếc nuối. Chấm 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 chấm. Lúc này, ở ngọn núi Cửu Phong, phía nam tỉnh An Huy, ở dưới chân ngọn núi cao nhất, không biết từ khi nào, lại mọc lên một phần bia mộ. Bên dưới viết, mộ của Tô Thương. Dưới góc phải phần đề chữ, là vợ Thiên Sơn Tuyết lập lên, sau đó đến ngày tháng năm. Chắc là ngôi mộ này vừa bị đào lên, rõ ràng có thể nhìn ra bùn đất ở xung quanh cũng vừa được thay mới hết. Trước bia mộ, còn được bày chật kín các loại hoa quả và thịt, còn có cả bát hương thắp nhang nữa. Lúc này, Tô Du Du ôm lấy một con búp bê bằng vải, một mình tới trước phần mộ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy sự đau khổ. Cha! Ánh mắt của Tô Du Du, dừng lại trên phần mộ, nước mắt bỗng tuôn trào ra,
cô bé khóc như mưa, Du Du nhớ cha quá, thật sự rất nhớ cha ạ. Lần này con đem con búp bê bằng vải mà mình thích nhất qua đây, có nó bầu bạn với cha, cha ở bên đó chắc chắn sẽ không cô đơn đâu. Vừa nói, Tô Du Du vừa nhẹ nhàng vuốt ve con búp bê ôm trong ngực, nức nở nói, Tiểu Bạch, tuy chị không nỡ rời xa em, nhưng chị càng không muốn cha cô đơn. Em phải nói chuyện với cha nhiều hơn, một mình cha sẽ rất tẻ nhạt, em yên tâm đi, chị sẽ thường xuyên đến thăm hai người. Hôm nay là con lén ra đây. Con không muốn để mẹ biết chuyện con tới chỗ này, nếu không mẹ sẽ lại càng đau lòng hơn. Cha, Tiểu Bạch, tạm biệt, vài hôm sau con sẽ lại đến thăm hai người. Nói xong, Tô Du Du liền đặt búp bê xuống trước phần mộ, sau đó thì lưu luyến không nỡ rời đi. Nhưng cô bé không hề biết rằng, Thiên Sơn Tuyết đã biết cô bé tới đây rồi, lúc đó cô ta đang đứng từ xa âm thầm quan sát. Ô! Cô ta nhìn Tô Du Du rời đi, thở dài một hơi, đứa bé Du Du này, rõ ràng chỉ ở với Tô Thương có mấy hôm, không ngờ lại có tình cảm sâu đậm như vật với cậu ta, đúng là, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sau một hồi xúc động, bóng người Thiên Sơn Tuyết thoát ẩn thoát hiện, rồi bỗng dưng xuất hiện trước bia mộ. Cô ta nhìn sang bia mộ của Tô Thương, vẻ mặt có chút phức tạp, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Tô Thương! Nếu anh còn sống thì tốt biết mấy, đều tại tôi, nếu như hôm đó tôi đến sớm hơn một chút, thì anh sẽ không đến mức. Thiên Sơn Tuyết hít một hơi thật sâu, gượng cười, đây cũng là số mệnh rồi, số mệnh đã an bài tôi và anh không hề có duyên với nhau. Được rồi, ở dưới đó anh hãy yên tâm đi, không phải ràng buộc gì hết, hai đứa con của anh, tôi sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Hình như Thiên Sơn Tuyết đang nghĩ tới điều gì đó. Ngay sau đó liền nói, đúng rồi, quên mất không nói với anh, con trai Tô Tinh Hà của anh bây giờ đã khôn lớn và có bản lĩnh lắm rồi, tuổi còn nhỏ mà lại dám bỏ nhà ra đi, cái tốt thì không học, mà chỉ toàn học mấy cái tính xấu thôi, hằng ngày ở trên núi Cửu Phong, cứ suốt ngày gây chuyện với tôi thôi ấy. Nhưng, anh cũng không cần lo, con trai anh tuy mới chỉ 4 tuổi, nhưng lại có thực lực của một tông sư võ đạo. Thiên Sơn Tuyết khẽ cười, có thể anh không biết. 4 năm trước khi tôi sắp sinh con, suýt chút nữa thì mất rồi. Đó cặp sinh đôi một trai một gái, lại còn bị sinh non, không những tôi suýt mất mạng, mà hai đứa con của anh cũng suýt không còn nữa. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, may mắn, lúc thời khắc mấu chốt bà tôi đã ra tay, lấy hết công lực hơn 100 năm, toàn bộ đều truyền lại hết cho Du Du và Tinh Hà. Trong đó, Du Du là gặp nguy hiểm nhiều nhất, nên phần công lực của bà tôi dường như đều truyền hết cho Du Du, còn về phần Tinh Hà, thì chỉ truyền cho nó được khoảng 1%, phần nghìn thôi. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười, cho nên, Du Du và Tinh Hà vừa sinh ra, đã có khả năng hơn người bình thường rồi. Năng lượng của Du Du là mãnh liệt nhất, năng lực thiên tông trong cơ thể con bé, vô cùng mạnh, nên thường xuyên tự bị lộ ra ngoài. Hoặc là do nguyên nhân truyền công, dẫn đến việc khi Du Du sinh ra đã có 2 tính cách. Ở trạng thái bình thường, con bé là một bé gái ngoan ngoãn ràng, nhưng một khi chân khí bộc phát ra, hai mắt nó đỏ ngầu lên, tóc cũng đỏ như vậy, rồi biến thành một tiểu ma đầu điên cuồng. Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói, vì để áp chế ma tính của con bé, nên ông nội tôi lại ra tay, phong ấn chân khí trong cơ thể con bé, đến lúc tình thế nguy cấp, thì chân khí mới được tự động bảo vệ cơ thể. Còn về Tinh Hà, tuy chỉ được truyền rất ít công lực, nhưng thằng bé cũng đặt chân đến được cảnh giới tông sư. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói, lần này nó đã quay một video, nói là muốn phiêu bạt vào thành phố, chắc là cũng không có nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa, thằng nhóc danh ma xảo quyệt Tinh Hà này, đã lén trộm đi mất vật chí bảo của ông nội tôi. Nhưng đó là vận mệnh của thằng bé, chính vì nó mượn vật chí bảo, thì mới có thể khống chế được bát môn còn lại, vật chí bảo trong người Tinh Hà. Trừ phi ông già cổ hủ kia ra tay, nếu không thì cũng không ai có thể làm tổn thương được cho thằng bé. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười, mấy ngày nay ông nội mất đi bảo bối, sắp phát điên lên rồi, ông ấy biết được tung tích của Tinh Hà, đã đích thân xuống núi đi tìm thằng bé, tôi đoán rất nhanh thôi là ông có thể tìm được Tinh Hà. Tô Thương, đợi ông nội bắt được Tinh Hà về núi Cửu Phong, tôi sẽ đem nó đến trước phần mộ, để dạy dỗ nó trước mặt anh. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, bỏ nhà ra đi,
chuyện này nói to cũng không to, mà nhỏ thì cũng không nhỏ. Tôi biết là tôi ra tay đánh thằng bé, anh ở dưới suối vàng có thiêng, chắc chắn sẽ rất đau lòng, dù sao thì nó cũng là con trai ruột của anh, nhưng cũng hết cách rồi, ngọc bất trác bất thành khí. Có nghĩa là viên ngọc vốn dĩ là một vật rất đẹp đẽ, nhưng dù có đẹp mà không được mài giũa thì cũng không thể trở thành một món trang sức đẹp đẽ được. Cũng như con người phải được dạy dỗ đến nơi đến chốn thì mới trở thành một người tử tế. Du Du đem con gấu bằng vải mà con bé thích nhất để lại ở đây cho anh xem con bé quan tâm anh nhiều chưa kìa, con búp bê bằng vải này, đến tôi mà con bé cũng không cho đụng vào. Tô Thương, tôi. Ban đầu, Thiên Sơn Tuyết muốn dùng vẻ mặt tươi cười để che giấu đi sự đau thương của bản thân, nhưng càng cười thì sống mũi lại càng cay, rồi khóc lớn lên, lẩm bẩm nói, thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong, Tô Thương. Đây là ba câu thơ được trích trong bài từ theo điệu Giang Thành Tử, tác giả đã viết bài từ trong thời gian làm quan xa nhà, sau một đêm nằm mộng, tác giả đã mơ thấy người vợ đã khuất vào 10 năm trước. Tình ý miên man ngỡ như đã ở ngoài vòng thời gian và đôi bờ sinh tử không còn là sự cách biệt. Dịch nôm na là, đã 10 năm qua, hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt, dù không muốn nghĩ, nhưng lòng này chẳng thể quên được. Lúc này ba người Tô Thương, Tô Tinh Hà, Lý Nguyệt ngồi taxi đến biệt thự ven sông. Wow, anh trai, đây là chỗ anh ở sao? Thật lớn thật đẹp. Tô Tinh Hà đi vào phòng khách, nhìn thấy nội thất trang hoàng lộng lẫy, lập tức ngồi trên sofa, hai mắt sáng lên nói, thoải mái, thật mềm mềm, so với nhà em còn thoải mái hơn nhiều. Lý Nguyệt mỉm cười nói, Tinh Hà, hoàn cảnh nhà em rất kém sao? Không thể nói là rất kém. Chỉ có thể nói là vô cùng kém. Tô Tinh Hà nói thật, em đã sống trên núi từ khi còn nhỏ. Trong nhà không có ghế sofa, em chỉ thấy thứ này trên TV. Nói xong, Tô Tinh Hà nhìn về phía Tô Thương, lấy lòng cười nói, anh trai, em quyết định rồi, từ nay về sau thể sống chết đi theo chú, em bằng lòng làm tay chân trung thành nhất của chú, thay anh giải quyết các loại chuyện lặt vặt, anh không thể đuổi em đi. Nghe vậy, khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, ẩn ý nói, chỉ cần em không chủ động rời đi, anh nhất định sẽ không đuổi em đi. Ha ha, anh trai tốt, quả nhiên là anh trai tốt của em, này, từ từ, anh trai, vẻ mặt này của anh có chút không thích hợp. Tô Tinh Hà nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Tô Thương, mơ hồ có cảm giác bất an. Tô Thương, chiều nay em muốn đi đến trường học một chuyến, không ở cùng các anh được, anh phải chăm sóc cho Tinh Hà thật tốt đấy. Lý Nguyệt cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Tô Tinh Hà, nói, Tinh Hà, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời anh trai nói, chị đi đây, buổi tối sẽ dẫn em đi ăn món ngon. Vợ à, để anh đưa em đi, Tô Thương cười nói. Không cần, em gọi taxi đến trường học là được. Lý Nguyệt từ chối Tô Thương, rồi sải bước ra khỏi phòng khách. Được rồi, nhóc con, bây giờ chỉ có hai chúng ta ở nhà, ha ha ha. Nhìn Lý Nguyệt đi xa, Tô Thương nhìn về phía Tô Tinh Hà, nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên lạnh lùng hơn. Em! Tô Tinh Hà bị Tô Thương nhìn chằm chằm, toàn thân sởn cả gai ốc, sợ hãi nuốt nước bọt, sau đó vừa chạy vừa hét lớn, chị Lý Nguyệt, đợi em với, em muốn đến trường học với chị, em! Ô ô ô! Chấm chấm chấm! Nhưng cậu bé còn chưa kịp nói hết lời. Tô Thương đã thi triển chỉ xích thiên nhai nháy mắt đã đi đến trước mặt cậu bé, che miệng cậu bé lại. Ngay sau đó, Tô Thương cởi quần Tô Tinh Hà ra, không chút do dự giơ tay đánh tới. Bốp, bốp, bốp. Chết tiệt, để anh giúp em, anh rất có ý tưởng đấy. Ôi, đau quá, anh trai, đừng đánh, em sai rồi, em xin lỗi anh không được sao? Nếu xin lỗi có tác dụng, ông đây còn phải ra tay làm gì? Chết tiệt, Tô Thương, tiểu rác rưởi chú, anh không chơi nổi, anh thật sự ác độc. Chết tiệt, anh là tiểu rác rưởi. Được được được, nhóc con, hôm nay anh không đánh cho em ra chóc thịt bong thì anh chính là con của em. Mẹ kiếp, có phải em chưa từng bị đánh tàn nhẫn không? Ông đây sẽ làm em trải nghiệm một chút mùi vị mông nở hoa. Đừng đừng đừng, anh trai, đừng đánh. Em còn là một đứa trẻ, anh làm như vậy sẽ làm em bị thương. Có con khỉ,
em cũng đã đặt chân vào cảnh giới tông sư rồi, da dày thịt béo, đánh không đau, đừng nghĩ tranh thủ sự đồng tình của chú. Nói xong, Tô Thương giơ tay đánh xuống một cái. À, Tô Thương, anh thử đánh em một cái nữa xem, em đảm bảo sẽ nói với chị Lý Nguyệt, nếu chị ấy nhìn thấy em bị thương, nhất định sẽ tức giận với chú. Ha ha, đừng lấy cái này uy hiếp chú, em yên tâm, y thuật của anh cao siêu, sau khi đánh em một trận sẽ chữa khỏi cho mông của em, đảm bảo sẽ không để lại sẹo. Chết tiệt, Tô Thương, anh thật sự là chó, a. À. Chấm chấm chấm. Hơn 10 phút sau đó, tiếng kêu la thảm thiết của Tô Tinh Hà quanh quẩn trong biệt thự, hết tiếng này đến tiếng khác, ngắt quãng. Cùng lúc đó, vùng núi tế trời. Trương Trọng Ngu của Dược Phương Điện đã kết thúc trò chuyện với Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn. Hai người đứng ở dưới chân Thái Sơn, Thạch Hạo Hãn đích thân tiễn Trương Trọng Ngu. Lúc này, người đứng trước mặt Trương Trọng Ngu chính là Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn. Ông ta mặc áo trắng, tuy đã hơn 100 tuổi nhưng trông ông ta như khoảng 60 tuổi, cũng không có bộ dạng tuổi già sức yếu. Thạch Hạo Hãn có dáng người cường tráng, đứng chắp tay sau lưng, mái tóc nửa xám nửa trắng, khí độ phi phàm. Trương huynh, vấn đề ông nói tôi đã sớm phát hiện, chẳng qua sợ Vân Phi buồn nên không phái người đi điều tra. Lúc này, Thạch Hạo Hãn thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói, nhưng nếu nó đã chết rồi, vậy thì thôi bỏ đi, tôi sẽ tìm cơ hội nói cho Vân Phi, bảo nó không cần phải truy cứu nữa. Thạch huynh, ông thở dài làm gì vậy? Trương Trọng Ngu vuốt râu cười nói, mặc dù ông mất đi một đứa em trai không cùng huyết thống nhưng lại có được một đứa em ngoại thiên phú dị bẩm, đây là một việc đáng vui mừng mới đúng. 2. Thạch Hạo Hãn lại thở dài, trong mắt có chút tiếc hận, mặc dù Thạch Hiên không phải là em của tôi, nhưng dù sao tôi cũng đã tận mắt chứng kiến nó lớn lên. Mấy ngày trước, Vân Phi đau khổ cầu xin, tôi đang chuẩn bị cho nó một cơ hội, nhưng không ngờ bây giờ đã xa nhau mãi mãi. Tuy nhiên, đây cũng là do nó gieo gió gặt bão, 5 năm trước tôi đã dặn dò mọi người ở Thái Sơn không ai được tới Giang Bắc, càng không được tìm nhà họ Tô gây phiền toái. Thạch Hạo Hãn nói tiếp, nhưng Thạch Hiên cố tình không nghe, lần trước đã trộm đến Giang Bắc, chỉ cần không gây ra họa lớn tôi sẽ mở một mắt nhắm một mắt, ai ngờ lần này vậy mà nó xúi dục liệt đồ đoàn tứ hải của tôi cùng nhau tiêu diệt nhà họ Tô, gieo gió gặt bão. Đúng rồi, nói đến chuyện này, Trương huynh, tôi vô cùng tò mò. Thạch Hạo Hãn nhìn về phía Trương Trọng Ngu, nghi hoặc nói, em ngoại Tô Thương kia của tôi đúng như lời ông nói đã đặt chân đến Thiên Tông khi mới ngoài 20 tuổi sao? Có phải đặt chân đến Thiên Tông hay không? Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm, thằng nhóc kia che giấu rất sâu, năng lượng sử dụng cũng tương đối quái dị, tôi dám khẳng định không phải chân khí bình thường, cho nên tôi không thể xác định cảnh giới của cậu ta. Trương Trọng Ngu cười nói, nhưng có thể xác định là Tô Thương có sức mạnh giết chết Thiên Tông sơ kỳ, hơn nữa, tất nhiên cậu ta có những thủ đoạn khác, ngay cả cao thủ Thiên Tông hậu kỳ cũng bằng lòng làm người hầu của cậu ta. Thủ đoạn này, thực ra Trương Trọng Ngu đã đoán được phương pháp này, hẳn là Tô Thương có thể dùng đá năng lượng giúp người khác đột phá, cho nên Thiên Tông hậu kỳ mới có thể cam tâm tình nguyện thần phục. Nhưng Trương Trọng Ngu cũng không nói cho Thạch Hạo Hãn biết tin tức này, định giấu giếm chuyện này một thời gian, kẻo Thạch Hạo Hãn quá yêu thích Tô Thương, bây giờ đoạt người với mình. Ha ha, nghe ông nói như vậy, đứa em ngoại tiện nghi này của tôi thực sự rất không tồi. Thạch Hạo Hãn cười, nhưng quay người lại, sắc mặt liền trầm xuống, tuy nhiên, việc xảy ra năm đó tôi không thể tha thứ cho Tô Thần Binh, liên quan đến người nhà họ Tô, một người tôi cũng không muốn nhìn thấy, cho dù có ưu tú cũng không có tư cách tiến vào vùng núi tế trời. Thạch huynh, Trương Trọng Ngu nghe vậy liền an ủi, chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi. Hơn nữa, chuyện của người lớn hà tất phải liên lụy đến trẻ con. Tô Thương chính là em ngoại ruột của ông đấy. 2. Thạch Hạo Hãn im lặng một lúc, cuối cùng lại thở dài lần nữa nói, ông nói đúng, như vậy đi, Trương huynh, làm phiền ông trở về nói với Tô Thương nếu muốn gặp mẹ mình thì tham gia hội võ Bách Tông. Chỉ cần cậu ta có thể đạt giải quán quân ở hội võ Bách Tông, tôi sẽ chấp nhận cậu ta, cho phép cậu ta gặp mẹ mình. Thạch Hạo Hãn lẩm bẩm nói, năm đó, Tô Thần Binh hủy hoại thiên kiêu tôi đích thân bồi dưỡng, đó chính là tâm huyết của tôi, nếu muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước,
ông ta nhất định phải trả cho tôi một thiên kiêu có thể được so sánh với nó. Để lại một câu, vẻ mặt Thạch Hạo hãn phức tạp, trực tiếp thả người biến mất. Hội võ Bách Tông sao? Ha ha! Niềm vui bất ngờ như thế, mình còn đang lo không biết nên thuyết phục điện chủ đi thi như thế nào, không ngờ Thạch Hạo hãn lại đưa ra một lý do khiến điện chủ không thể từ chối. Nhiều năm như vậy, mỗi lần hội võ Bách Tông đều không liên quan gì đến Dược Vương Điện chúng ta, nhưng lần này thì khác. Có lẽ Dược Vương Điện sắp xoay người rồi. Trương Trọng Ngu lộ ra một nụ cười, sau đó bóng dáng của ông ta cũng nhanh chóng biến mất. Từ lúc Dược Vương Điện được thành lập đến nay, đã được hơn 1.000 năm rồi, người sáng lập ra chính là Dược Vương Tôn Tư Mạc. Năm đó sở dĩ thành lập lên Dược Vương Điện, là vì các vị thầy thuốc bị các thế lực lớn khác hãm hại, địa vị trong giới luyện võ vô cùng thấp. Sau khi Dược Vương Điện thành lập, các vị thầy thuốc ở khắp mọi nơi tụ họp lại với nhau, trong đó không thiếu gì các vị thầy thuốc có tiếng tăm lẫy lừng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung kẻ thù, đối mặt với sự chèn ép, dùng chung một tiếng nói để phản ứng lại, đó chính là lời thề sống chết có nhau. Lúc trước có từng nhắc đến, giới luyện võ không thể tách rời được với các vị thầy thuốc, cho nên thế lực chèn ép các thầy thuốc kia cũng bắt đầu bớt lại, lâu dần chúng cũng hiểu ra, chúng bắt đầu dùng tiền mua đan dược, thuốc trị thương của các thầy thuốc chế tạo ra. Nhưng, người thành lập là Tôn Tư Mạc, tuy ông ta là một thầy thuốc có y thuật cao siêu, thiên hạ có 102, nhưng khả năng của ông ta ở mặt võ thuật thì lại rất bình thường. Từ xưa đến nay Dược Vương Điện, chưa từng có lấy một người có thể chân chính sánh ngang với các trụ cột của ba thế lực lớn kia, do đó thường xuyên phải cúi đầu khép nép với người khác. Thậm chí đến cuối cùng, cũng không thể thỏa hiệp được với ba thế lực lớn đó, mỗi năm đều buộc phải cống nạp của cải tu luyện được cho bọn họ. Mà ba thế lực lớn kia, lại công bố với bên ngoài, những của cải đó là phí bảo kê, như vậy thì bọn họ sẽ bảo kê hết cho tất cả thầy thuốc của Dược Vương Điện. Cứ như thế, Dược Vương Điện đã dùng địa vị đặc biệt, để sinh tồn trong giới luyện võ hơn nghìn năm nay. Lúc trước, quả thực là ba thế lực lớn đó đã hết lòng hết dạ, bảo vệ sự an nguy của Dược Vương Điện. Nhưng vài năm gần đây, giới luyện võ bắt đầu lục đục, ba thế lực lớn cũng có mưu đồ, bảo tồn thực lực của họ. Thế cho nên, mấy tông phái đứng đầu đã hợp lực lại với nhau, lấy đi không ít thứ tốt từ Dược Vương Điện. Trương Trọng Ngu cũng từng tìm đến người phụ trách của ba thế lực lớn, muốn mời bọn họ ra mặt giúp, để trừng trị vài tông phái nhất đẳng kia. Nhưng ba thế lực lớn kia, chỉ đồng ý ở bề ngoài, chứ thực ra không có ai có ý muốn ra cả. Trương Trọng Ngu như đã hiểu ra, Dược Vương Điện, bắt buộc phải bồi dưỡng ra được cao thủ trụ cột của riêng mình. Đại hội võ thuật của trăm tông phái, 10 năm tổ chức một lần, đệ tử của các tông phái 40 tuổi trở xuống, đều có thể tham gia. Dược Vương Điện với tư cách là một thế lực có tiếng tăm trong giới luyện võ, mỗi một lần tổ chức thì đều nhận được lời mời. Nhưng, Dược Vương Điện căn bản không có được một thanh niên trẻ tuổi tài giỏi nào hết, đại hội võ thuật của trăm tông phái kỳ trước, Dược Vương Điện đều là trò cười của giới luyện võ, tất cả những người tài năng được cử ra, dường như đều bị loại ngay ở vòng đầu. Nhưng năm nay, Trương Trọng Ngu lại tràn đầy sự tự tin. Chấm chấm chấm. Lúc này, ở biệt thự ven sông, Tô Thương đánh Tô Tinh Hà một trận, đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu nói thật rồi, đứng trước mặt của Tô Thương, cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Tô Tinh Hà, anh đánh em một trận, em có ghét anh không? Lúc này, Tô Thương mỉm cười hỏi. Ghét? Suýt nữa thì Tô Tinh Hà không nói ra lời, sau khi kịp phản ứng lại, vội vàng nói. Không thể nào ghét được, anh trai, anh đánh em là vì muốn tốt cho em đã hiểu ra rồi, em hy vọng anh có thể thường xuyên đánh em, như vậy em mới có thể trở thành trụ cột của đất nước, tương lai còn báo thù cho nước nhà, vì đất nước mà vứt luôn đầu của mình, rượu. Dừng lại. Tô Thương giơ tay chặn lại, sau đó sầm mặt hỏi, anh chỉ hỏi em có tức anh hay không thôi, em nói cái gì dài dòng vậy? Anh trai, em không tức. Tô Tinh Hà nghiêm túc nói. Vậy thì được. Tô Thương gật đầu hài lòng, rồi hỏi, nói cho anh nghe tình hình của em đi, em đến từ đâu, Tô Tinh Hà là tên thật của em à? Không giấu gì anh,
em tên thật là Tô Tinh Hà, là mẹ đặt tên cho em đấy, bà ấy hy vọng sau này em sẽ có một cái nhìn xa trông rộng, thống trị hàng ngàn tỷ dặm ngôi sao. Tô Tinh Hà kiêu ngạo nói. Ha ha, mẹ em có kỳ vọng khá cao ở em đó nha. Tô Thương khẽ cười, lại hỏi tiếp, thế cha em đâu, chắc ông ấy cũng không hung dữ giống như lời em nói đâu nhỉ. Em không có cha. Trong ánh mắt của Tô Tinh Hà hiện lên vẻ đau khổ, sau đó gượng cười nói, không phải, phải nói là em vốn dĩ không có cha, nhưng vài ngày trước, ông ấy đã chết rồi. Tô Thương nghe thấy vậy, lại nhìn vào biểu cảm của Tô Tinh Hà, bỗng nhiên có chút áy náy, thật ngại quá, anh đã nhắc đến chuyện đau lòng của em rồi. He, anh trai, anh mà nói như thế, thì anh đã sai rồi, cha em chết rồi em mới không đau lòng ấy. Thậm chí em còn muốn đốt pháo hoa chúc mừng nữa kìa. Hả? Tô Thương nhíu mày nói, em đúng là đứa con có hiếu của nước hoa đấy. Anh trai, anh không biết đấy thôi, từ trước tới giờ em chưa từng được gặp cha, nên cũng chẳng có tình cảm gì với ông ấy cả. Tô Tinh Hà hiếm khi nghiêm túc như thế cậu bé nói, còn lúc nãy em có chút buồn, là vì nhớ đến mẹ và chị gái, cha em chết rồi, bọn họ sẽ rất đau khổ, bọn họ mà không vui. Thì em sẽ rất buồn đó. Ừ. Tô Thương gật đầu, không nói đến chủ đề này nữa, để tránh cho cảm xúc của Tinh Hà bị suy sụp. Ngay sau đó, anh ấy chuyển chủ đề khác, Tô Tinh Hà, thực lực của em là chuyện gì vậy, tuổi còn nhỏ như vậy, mà đã đặt chân đến cảnh giới tông sư rồi. Anh trai, không phải anh đã đoán ra rồi hay sao, em thực sự đến từ tông phái luyện võ thuật, nhà ở phía nam tỉnh An Huy. Tô Tinh Hà trả lời, em bị sinh non, khi mới sinh ra suýt nữa thì chết rồi, may mà nhờ có bà cố nội thể Hồ Quán Đỉnh, đem hết công lực truyền lại cho em, có chân khí bảo vệ cơ thể, thì em mới có thể sống tiếp được. Thể Hồ Quán Đỉnh là một thành ngữ Trung Quốc, thể hồ, mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của đạo Phật, Quán Đỉnh, nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết dưới lên đầu. Nghĩa bóng là Phật giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu. Còn về thân phận cụ thể của em, anh trai, cái này thì không tiện nói ra, em hơi, đúng không nào? Tên nhãi danh cậu, xảo quyệt lắm. Tô Thương nhìn Tô Tinh Hà một cái, không hề hỏi tiếp nữa. Anh trai, em vô cùng tò mò. Lúc này, Tô Tinh Hà nhìn sang Tô Thương, không nhịn được bèn hỏi, em cũng mạnh như vậy rồi, sao anh vẫn còn trói lại rồi đánh em, mẹ em nói trong thành phố không có cao thủ, lẽ nào anh cũng đến từ giới luyện võ sao? Anh từ chối trả lời, đợi đến khi nào em mạnh thực sự rồi, thì lúc đó anh mới trả lời câu hỏi này của em. Tô Thương mỉm cười, rồi nói tiếp, được rồi, tòa biệt thự này có rất nhiều phòng, em chọn lấy một phòng rồi đi nghỉ ngơi đi, đúng rồi. Đợi chút, để anh chữa trị vết thương trên mông em đã. Không làm phiền anh nữa, lần này em ra ngoài, đã đem theo tất cả đồ đạc, trong tay này còn có thuốc trị các vết thương do dao kiếm gây nên, thuốc trị vết thương ngoài da, bôi một cái là có hiệu quả ngay. Tô Tinh Hà để lộ ra một nụ cười, sau đó lục lọi một hồi, sau đó lấy một chiếc bình lưu ly kích thước bằng bàn tan từ trong tay nải ra. Ha ha, tên nhãi con cậu chuẩn bị chu đáo quá ha. Tô Thương không nhịn cười được liền nói. Đấy là điều tất nhiên rồi, bỏ nhà ra đi, chất lượng cuộc sống không thể hạ thấp được, bình sữa sữa bột bánh quy gấu, có đủ cả, he he he. Tô Tinh Hà cười với vẻ đắc ý. Được rồi, em tự giải quyết vết thương của mình đi, anh không nhúng tay vào nữa, anh còn có việc, phải rời khỏi biệt thự, em đừng có đi lung tung, khoảng tầm tối anh sẽ trở về cùng với Lý Nguyệt, đưa em đi ăn đồ ngon nhé. Tô Thương nói. Tô Tinh Hà mỉm cười, yes sir anh trai, anh đi làm việc đi, không cần quan tâm đến em. Ừ, Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng khách, lái xe chạy thẳng đến trang viên nhà họ Tô. Sau khi nhìn theo chiếc xe của Tô Thương đã rời xa, vẻ mặt của Tô Tinh Hà kiêu ngạo lên ngay lập tức. Tôi nhổ vào, Tô Thương, anh cứ chờ đấy cho ông. Đợi ông nhỏ đây làm rõ mọi chuyện với Lý Nguyệt rồi thì tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Tô Tinh Hà nhỏ giọng thầm thì nói,
sau đó cậu ấy xòe bàn tay nhỏ của mình ra, trong lòng bàn tay nhỏ của cậu bé trong nháy mắt ánh lên một tia sáng chói lóa, một viên bi tròn to bằng hạt đào như ẩn như hiện, vật chí bảo của ông cố, thần bí khó lường, ông cố quý nó còn hơn mạng sống của mình nữa, cũng bởi vì nhờ vật này mà ông cố mới có thể xưng bá ở cửu môn. Nhưng mà, ở trước mặt của Lý Nguyệt thì vật chí bảo này lại vô cùng sợ hãi, tại sao vậy nhỉ? Tô Tinh Hà suy đoán nói, chẳng lẽ trên người của Lý Nguyệt lại có vật gì có thể áp chế được cái đồ chí bảo này sao? Không thể nào, Lý Nguyệt chỉ là một người bình thường, trong cơ thể hoàn toàn không có sự chuyển động của chân khí, cô ấy sao lại có thể có được vật siêu cấp gì mà vượt qua hẳn vật chí bảo của mình chứ? Kỳ lạ, quá kỳ lạ rồi, mình nhất định phải làm rõ chuyện này mới được. Tô Tinh Hà hạ quyết tâm rồi sau đó bắt đầu quan sát biệt thự ven sông. Lúc nãy cậu ấy không hề nói dối, đây là lần đầu tiên cậu ấy đến thành phố, lúc trước chỉ thấy sofa hoặc các loại vật dụng khác ở trên TV mà thôi. Tô Tinh Hà cầm điều khiển mở cái TV màn hình tinh thể lỏng trước, sau đó lại mở chùm đèn pha lê ở trong phòng khách lên, cảm thấy mọi thứ vô cùng mới lạ. Sau khi nghịch chán rồi, thì cậu ấy lại đi lên lầu tham quan lầu 2, sau đó là đến lầu 3. Mấy căn phòng ở trên lầu 3. Tô Tinh Hà đều đã xem qua một lượt, sau cùng là chuẩn bị đến một căn phòng ở lầu 2 để nghỉ ngơi. Nhưng mà ngay lúc này, bước chân của cậu ấy đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ trên đầu giường nằm. Ở ngay bục trang trí, có một tấm hình hai người chụp chung với nhau. Tô Du Du. Tô Tinh Hà nhanh chóng tiến lại gần, cầm lấy tấm hình ở trên chiếc tủ đầu giường, cẩn thận quan sát. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện lên vẻ phức tạp vô cùng. Bởi vì cô bé trong bức ảnh này đúng là Tô Du Du, và người còn lại chính là Tô Thương. Tấm hình này là chụp cảnh Tô Thương đang ôm Tô Du Du, hai người đều cười rất tươi, xem ra rất là vui vẻ mà. Tô Du Du đến Giang Bắc, không phải là ở cùng mấy ngày với người cha đoản mệnh kia của mình sao, sao bây giờ lại chụp hình chung với Tô Thương? Tô Thương, ông ấy cũng tên là Tô Thương. Trong nháy mắt Tô Tinh Hà liền nảy ra một ý nghĩ, ngạc nhiên nói, tên Tô Thương này, chắc không phải là người cha bỏ đi kia của mình chứ? Không đúng. Không phải mẹ đã nói rồi sao, cha mình sớm đã chết rồi, không thể còn sống nhăn răng như vậy được. Tô Tinh Hà rất nhanh liền phủ định chính suy đoán của mình, nhưng tấm ảnh ở trong tay lại khiến cho cậu ấy dao động. Suy đi nghĩ lại, Tô Tinh Hà liền móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại smartphone. Đây là thứ đồ điện tử duy nhất mà cậu có khi ở trên núi, trong điện thoại cài đặt vô số phần mềm xã hội, Tô Tinh Hà thường dùng chiếc điện thoại này để trêu đùa mấy chị gái trên mạng. Có lẽ có giỏ kiếm cỡ nào thì mấy chị gái không quen biết trên mạng đó nằm mơ cũng không thể ngờ được, người mà mình trò chuyện hàng ngày chỉ là một thằng nhóc 4 tuổi. Lúc này, Tô Tinh Hà mở WeChat lên, sau khi do dự mấy giây thì cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho Tô Du Du. Em gái, có đó không? Đinh dong. Sau mấy giây, Tô Du Du liền trả lời lại, chị là chị gái. Chị gái. Tô Tinh Hà, được, chị gái, chị là chị gái là được rồi chứ gì, em có chuyện muốn hỏi chị. Tô Du Du, chuyện gì? Đúng rồi, em đi đâu vậy? Em có biết là ông cố đã xuống núi tìm em rồi không? Em tốt nhất là mau về đi, nếu không thì em có quả ngon, để ăn luôn đó. Tô Tinh Hà, ông cố sao mà nhanh quá vậy? Thôi bỏ đi, chuyện này nói sau. Du Du, em cho chị xem bức ảnh này, chị xem có quen không? Tô Du Du, nghi hoặc. Tiếp theo đó, Tô Tinh Hà dùng điện thoại chụp tấm hình trên tủ ở đầu giường, gửi cho Tô Du Du xem, sau đó hỏi, Du Du. Người đàn ông trong tấm ảnh là ai? Ở bên kia, Tô Du Du trầm ngâm rất lâu, sau đó mới dùng tin nhắn thoại trả lời lại, Tô Tinh Hà, sao em lại thấy tấm ảnh này, em đến Giang Bắc rồi sao? Tô Tinh Hà không trả lời, mà lại truy hỏi tiếp, Du Du, chị gái tốt, chị nói cho em biết người đàn ông trong tấm ảnh là ai được không? Tô Du Du dùng tin nhắn thoại trả lời, ông ta chính là cha của chúng ta. Tấm hình này là khi chị đi đến khu vui chơi cùng với cha, là cô Lý chụp cho tụi chị, cô giáo Lý còn lồng khung cho tấm hình này, đặt trên tủ đầu giường ngủ của chị. Tô Tinh Hà, em đang ở biệt thự của cha sao,
em có thể mang tấm ảnh này về núi Cửu Phong không? Đây là ký ức duy nhất về cha của chị, Tô Tinh Hà, cầu xin em đấy. Thật sự là ông cha hời rồi. Nhưng mà, ông ta không phải chết rồi sao, tại sao lại còn sống chứ, lẽ nào là mẹ mình lầm rồi sao? Còn nữa, ông cha Tô Thương không phải là đồ bỏ đi sao, sao lại mạnh như vậy, còn dễ dàng treo ngược mình lên đánh nữa. Cái này không hợp lý nha. Tô Tinh Hà, em có đang nghe không hả, có thể đem tấm ảnh đó về cho chị không? Lúc này, Tô Du Du lại gửi đến một tin nhắn thoại. Đương nhiên là được rồi. Tô Tinh Hà lấy lại tinh thần, sau đó đảo mắt một vòng, rồi nở một nụ cười, nhưng mà, Tô Du Du, chị nên gọi em như thế nào nhỉ? Anh tương đương anh Tinh Hà, cầu xin anh đó. Tô Du Du không hề do dự, nũng nịu nói. Ừ hử, Tô Du Du, chị nằm mơ đi, em mới không thèm đem tấm ảnh về cho chị, bây giờ em sẽ xé nát nó ra. Tô Tinh Hà lại hết sức ngứa đòn nói. Em dám. Tô Du Du gửi đến tin nhắn thoại, thở hồng hộc uy hiếp, nếu như em xé nát tấm ảnh đó, thì chị sẽ nói cho mẹ biết em đã đến biệt thự ở Giang Bắc, để mẹ sai người bắt em về. Chị gái, em đùa chút với chị thôi mà, chị yên tâm đi, khung hình này em sẽ đem về cho chị mà. Tô Tinh Hà lập tức kinh sợ, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Ừ hử, vậy còn tạm được, đúng rồi, em đến Giang Bắc làm gì vậy? Lẽ nào em cũng nhung nhớ cha sao, muốn tìm hiểu về cuộc sống của cha trước đây sao? Tô Tinh Hà, em làm gì vậy chứ, bây giờ cha cũng đã chết rồi. Tô Du Du gửi liên tiếp mấy tin nhắn thoại đến, nhưng Tô Tinh Hà hoàn toàn không nghe hết, cậu ấy thu điện thoại lại, biểu cảm vô cùng phức tạp. Mẹ nó chứ. Cái tên Tô Thương gõ vào cái đầu quả dưa của mình, đánh vào cái mông của mình, vậy mà lại chính là cha ruột của ông nhỏ đây sao? Lúc trước ông nhỏ đây còn xưng hô anh em với ông ta, chuyện này là sao vậy chứ? Tô Tinh Hà đen sầm mặt lại, thì thầm nói, nhưng mà, có sao nói vậy, cái ông cha hời này không phải là một tên bỏ đi, thực lực lại còn rất mạnh, không giống như trong tưởng tượng của mình nha. Ít nhất, ông ta cũng có đủ tư cách làm cha của mình, không đến mức khiến cho mình xem thường. Tô Tinh Hà buồn bực nói. Vốn dĩ mình tính tìm cơ hội sử dụng vật chi bảo đánh ông ta một trận, nhưng bây giờ đã biết ông ta chính là cha của mình rồi, mình còn báo thù cái gì nữa chứ? Tô Tinh Hà lúc này buồn rầu, ủ rũ, trông có vẻ vô cùng khổ não, nhưng mà trên khóe miệng bất giác cong lên, dường như cũng rất là vui mừng. Kỳ thực, không có đứa con nào không khao khát có được tình cảm cha con, Tô Tinh Hà cũng như vậy mà thôi. Nhưng những thông tin về cha mà cậu ấy được biết thì cha ruột của mình chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là một người ăn hại, vô công dỗi nghề. Tô Tinh Hà không giống như Tô Du Du, cậu bé tâm khí cao ngạo, đương nhiên cảm thấy một Tô Thương như vậy không xứng để làm cha của mình, cho nên từ đầu đến cuối cũng không chịu thừa nhận Tô Thương. Nhưng bây giờ, Tô Tinh Hà đã xác định được thân phận của Tô Thương rồi, hơn nữa cũng biết Tô Thương có thể đánh ngược lại mình được. Trong lòng liền nảy sinh ra chút thay đổi. Có một ông cha như vậy, dường như cũng rất tốt nha. Cứ nghĩ như vậy, Tô Tinh Hà liền nở một nụ cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Lúc nãy cậu ấy còn hận không thể khiến cho Tô Thương cút xéo cho nhanh, nhưng bây giờ lại có chút mong chờ Tô Thương mau chóng trở lại. Khu vui chơi, mình cũng muốn đi. Chấm 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 chấm. Nửa tiếng sau. Tô Thương lái xe đến trang viên nhà họ Tô. Đại thiếu gia. Vừa vào đến, Quách Hí và Tiêu Đình liền chào đón, cung kính chào hỏi. Nhất là Tiêu Đình, anh ấy sau khi hấp thụ được năng lượng mà Tô Thương để lại, giờ đã giống với Quách Hí, cũng đặt chân đến cảnh giới tông sư rồi. Bây giờ Tiêu Đình mới biết, đại thiếu gia nhà mình lại khủng khiếp như vậy, không chỉ là thanh niên địa tông Tô Huyền Thiên trong truyền thuyết, mà còn có thể có cách giúp người khác nâng cao thực lực. Năng lực này vừa nghe qua thôi cũng thấy rùng mình. Ừm. Tô Thương nhìn Tiêu Đình, Quách Hí một chút, sau đó dò hỏi, cha với ông nội tôi thế nào rồi? Ông chủ và ông nội đang ở trong mật thất tĩnh dưỡng, cảm xúc cũng khá ổn định. Tiêu Đình cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi. Tô Thương gật gật đầu, sau đó hỏi, những vệ sĩ nhà họ Tô thì sao, sau lưng có bàn tán gì không? Chuyện này.
Tiêu Đình dừng một chút, không biết trả lời thế nào. Quách Hí bên cạnh, thẳng thắn nói, đại thiếu gia, bây giờ ông chủ và ông nội bị cao thủ thần bí làm trọng thương, lúc ấy căn bản nhà họ Tô không có sức đánh trả, những vệ sĩ nhà họ Tô đều có mặt tại hiện trường đó, nếu nói sau lưng không bàn tán gì thì chắc chắn là không thể nào, đã có 7, 8 tên vệ sĩ lén lút trốn khỏi Giang Bắc rồi. Còn lại 49 vệ sĩ, tuy có những lời oán giận, nhưng lòng trung thành với nhà họ Tô thì không thể nghi ngờ gì, họ đã chọn ở lại. Quách Hí dò hỏi, đại thiếu gia, những tên vệ sĩ chạy trốn kia, nếu như tôi điều tra, tất nhiên có thể tra ra được, có cần bắt họ trở lại không? Không cần. Tô Thương nghe vậy, không hề tức giận, mà ngược lại khẽ cười nói, nếu trong lòng đã không ở nhà họ Tô rồi, bắt lại để làm gì chứ? Huống hồ rất nhanh thôi họ sẽ biết, đây là quyết định hối hận nhất của họ. Tiêu Đình, Quách Hí, lập tức triệu tập 49 vệ sĩ đó, tập hợp lại ở đây cho tôi. Tô Thương nhếch miệng nói, mấy ngày trước, họ liều mạng bảo vệ nhà họ Tô, bây giờ nên cho họ chút phần thưởng rồi. Tôi muốn để 49 người này, toàn bộ đều đặt chân đến cảnh giới tông sư, thành lập một tiểu đội chiến đấu cường mạnh, đồng thời truyền thụ cho họ bí thuật hợp kích đỉnh cao. Vâng. Quách Hí đột nhiên mừng rỡ, cung kính trả lời, sau đó liền đi xuống dưới triệu tập vệ sĩ. Lúc này, ở đây chỉ còn lại Tô Thương và Tiêu Đình. Đại thiếu gia. Tiêu Đình nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng mặt mũi đầy ngại ngùng nói, lúc trước thuộc hạ không biết thực thực của đại thiếu gia, có chút lãnh đạm với đại thiếu gia, mong đại thiếu gia. Ha ha, được, Tiêu Đình, ý của cậu tôi đã hiểu, cậu đừng nói nữa. Tô Thương khẽ cười nói, tôi không phải loại người hẹp hòi, cậu trung thành với nhà họ Tô thế nào, tôi đều thấy rất rõ, những việc đó không cần nhắc lại. Đại thiếu gia khoan hồng độ lượng, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau, thuộc hạ chắc chắn thể chết cũng đi theo đại thiếu gia. Tiêu Đình cảm kích nói. Tô Thương gật đầu, cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Mấy phút sau, tất cả vệ sĩ nhà họ Tô đều được Quách Hí triệu tập đến đây. Vừa tròn 49 người, không nhiều cũng không ít hơn. Diện kiến đại thiếu gia. Đông đảo vệ sĩ, cùng quỳ một chân xuống đất, chăm miệng một lời chào, cảnh tượng có chút kinh ngạc. Đứng lên đi. Tô Thương nhấc nhấc tay, ra hiệu cho vệ sĩ đứng dậy, sau đó nhìn quanh mọi người, khẽ cười nói, các vị, vài ngày trước nhà họ Tô đã gặp một loạt tai nạn, mọi người đều ở đây, thậm chí vì thế mà làm mình bị thương. Tôi ở đây là muốn nói với các vị một tiếng cảm ơn. Đại thiếu gia khách sáo quá, vì nhà họ Tô cung kính tận tụy là chức trách của chúng tôi. Đúng vậy, ăn cơm nhà họ Tô, chắc chắn phải bảo vệ nhà họ Tô, đại thiếu gia không cần khách sáo. Tôi từng đi theo đại tướng Tô chinh chiến xa trường, khi đại tướng Tô từ chức lui về, tôi không bị đại tướng Tô ghét bỏ, mà đồng ý giữ tôi lại, đưa tôi đến Giang Bắc, đời này kiếp này. Tôi đều là người nhà họ Tô. Đúng, sinh là người nhà họ Tô, chết cũng là ma nhà họ Tô. Sinh là người nhà họ Tô, chết cũng là ma nhà họ Tô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.